Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 198. Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên tiếp tục dạo chơi trên đảo Lam Tỉnh, buổi tối lại quay về khách sạn dùng bữa. 11 giờ, Hàn Băng Nghiên chơi cả ngày đã chìm vào giấc ngủ, Ngô Bình đắp chăn giúp cô ấy rồi đứng dậy đi ra ngoài khách sạn. Lúc này, trong bãi đậu xe của khách sạn, có một chiếc bán tải đang đậu. Trên xe bán tải có chở một thứ gì đó, được phủ bằng vải bố. Trần Mậu Tông và Yatli đều có mặt, sắc mặt Trần Mậu Tông tái nhợt, hắn nói, tôi lấy được đồ rồi. Ngô Bình kéo tấm vải ra nhìn, đúng là thứ kia, cậu ừ một tiếng, bình thản nói, sau này anh cứ đi theo Yatli làm việc. Yatli nhếch miệng cười, chủ nhân yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ hắn. Trần Mậu Tông run người, nhưng hắn lập tức tạ ơn, dù sao chỉ cần không phải đến công xưởng, thì đi theo Yatli cũng không sao cả. Huống hồ địa vị của Yatli còn cao hơn Trần Mậu Tông nhiều. Sau đó, Trần Mậu Tông bị đàn em Yatli đưa đi. Ngô Bình tiếp tục đứng đợi, qua mấy phút, Bạch Lang lái xe đuổi đến. Ngô Bình nhìn hắn, hỏi, tìm hiểu rõ rồi sao? Bạch Lang gật nhau, chủ nhân, nơi đó là một kho hàng rất lớn, toàn bộ kênh phân phối đường biển của thành phố đều tập trung ở đó. Nhưng em họ tôi cũng không thể chắc chắn đến kho hàng nào, dù sao nơi đó cũng quá lớn. Mỗi lần đến đều phải bịt mắt. Đến khi cậu ấy mở mắt thì người đã ở trong kho hàng rồi. Ngô Bình nói, tối nay anh đến kho hàng với tôi một chuyến. Bạch Lang, vâng, chỗ đó đúng lúc cũng có mấy điểm trữ hàng của chúng tôi. Sau khi hỏi rõ địa điểm, Ngô Bình kéo theo Bạch Lang, hai người bỗng bay lên trời. Mấy phút sau đã xuất hiện ở một trung tâm hậu cần khổng lồ, nơi này có vô số xe hàng ra vào, còn có cả dàn xếp dỡ hiện đại. Nhìn mấy chục nghìn kho hàng ở đây tựa như trong mê cung vậy, Bạch Lang nói, chủ nhân, nếu muốn tra rõ nơi người kia cất giữ tinh thạch, e rằng phải đợi một thời gian. Ngô Bình hỏi, em họ anh nói người này, địa vị ông ta ở thần binh cao không? Hắn có thể lấy được bao nhiêu tinh thạch linh hồn? Bạch Lang nói, chủ nhân, tên già này nghe nói cũng sống hơn 200 tuổi rồi. Mà ông ta còn là một trong những người phụ trách việc nộp tinh thạch lên trên, tinh thạch ông ta cất trộm chắc chắn sẽ không ít. Nếu chuyện như vậy kéo dài trăm năm thì số lượng tinh thạch nhất định rất nhiều. Ngô Bình, người khác thì sao? Bạch Lang, người khác đều ở Bạch Hưng Quốc, cơ sở ngầm của tôi không thể tiếp xúc. Ngô Bình biết hẳn không thể làm được ngay mọi thứ, lập tức dùng thần niệm tra soát toàn bộ khu vực này. Lần đầu, cậu phát hiện trong kho hàng hiện tại đều chứa hàng hóa, chứ không phát hiện thứ gì như tinh thạch linh hồn. Cậu thì thầm, tinh thạch linh hồn quý như vậy lại để trong kho hàng. Chuyện này có hơi kỳ lạ. Bạch Lang gãi đầu, cảm thấy Ngô Bình nói có lý. Sau đó, Ngô Bình như nghĩ ra gì đó, thần niệm bắt đầu tìm kiếm dưới đất. Quả nhiên, lần này cậu nhanh chóng phát hiện ra, một khu vực trong đó, dưới lòng đất có một không gian trống, bên trong xây dựng pháo đài như ngày tận thế vậy, rất kiên cố. Cậu lập tức nói với Bạch Lang, anh đợi tôi ở đây. Nói xong cậu đã biến mất. Giây tiếp theo, Ngô Bình đã dùng độn thuật xuất hiện dưới lòng đất, trong đất bùn, cậu lấy ra kiếm thất tinh long uyên chém một đường, tầng hợp kim kiên cố kia bị cắt ra, cậu đi thẳng vào trong. Đây là một thông đạo hình tròn, cao 2 mét, bên trong có đầy khí độc. Nếu người bình thường đi vào, hít phải một lần sẽ chết ngay. Cũng may Ngô Bình không sợ những thứ này, cậu tiếp tục đi về phía trước, chém một kiếm vào cánh cửa thứ hai. Bên trong cánh nửa này là một kho hàng khổng lồ, kho hàng được xây dựng thành một kho bảo đảm, bên trong có các két sắt lớn nhỏ, mỗi một két sắt đều có chìa khóa chuyên biệt mới có thể mở được. Ngô Bình sáng mắt, nói, xem ra nơi này không chỉ có một mình ông ta. Nghĩ đến đây, cậu vung tay, từng cánh cửa của các két sắt tự động mở ra. Cậu lại vung tay, tất cả ngăn kéo vung ra, đồ đạc bên trong có đủ loại, có bảo thạch, có kim loại hiếm, có đồ cổ, đương nhiên nhiều nhất vẫn là tinh thạch linh hồn. Những tinh thạch linh hồn này được phong ấn trong vật dụng kim loại, mỗi vật dụng cất giữ 100 viên. Chỉ riêng một dãy tủ thôi cũng có hơn 1.500 vật dụng chứa tinh thạch rồi, cũng có nghĩa bên trong này có ít nhất 150.000 tinh thạch linh hồn. Nếu đã ra tay thì Ngô Bình cũng không định khách sáo gì, vung tay lên, đồ bên trong két sắt đều bay ra, tiến vào trong nhẫn chứa đồ của cậu. Chuyện thú vị chính là, trong đó còn có một vài thiên thạch ngoài trái đất, thần kim, đều là những thứ vô giá. Cứ như vậy, Ngô Bình tìm kiếm liên tục 7 két sắt, lấy được vô số chân bảo, trong đó có cả 1.850.000 viên tinh thạch linh hồn,
cùng với phiếu gửi tiền của các ngân hàng khắp nơi trên thế giới. Những phiếu gửi tiền này đã 200-300 năm, toàn bộ đều là chuyển tự động, hơn nữa con số cũng khá đáng sợ. Chuyện thú vị là những phiếu gửi tiền này đều không để tên, chỉ cần lấy phiếu này thì có thể rút được tiền mặt ở ngân hàng tương ứng. Quét sạch mọi thứ xong, Ngô Bình lập tức rời đi. Cậu đi được mười mấy phút thì có một nhóm người chạy đến. Vốn dĩ nơi này có hệ thống bảo vệ, khi bên trong bị phá hủy thì trang bị cảnh báo sẽ thông báo đến người quản lý của kho hàng. Thế nhưng mọi thứ đã muộn rồi, khi người đến nhìn thấy hiện trường hỗn loạn thì tất cả mọi người đều ngã quỵ xuống đất. Ở bên kia, Ngô Bình đã đưa Bạch Lang quay về địa bàn của Hàn, cậu cũng quay lại đảo Lam Tỉnh, tiến vào ổ chăn ấm áp của Hàn Băng Nghiên. Sáng sớm hôm sau, Hàn Băng Nghiên không chịu nổi vẫn đang ngủ say, Ngô Bình thì đã rời giường từ sớm nghiên cứu cái đỉnh kia. Lý Bỉ kia mỗi ngày đều ôm lấy đỉnh, thứ đồ chơi này chắc. Chắn phải có gì đó đặc biệt. Cậu quan sát kỹ càng, phát hiện đỉnh này có liên quan đến số mệnh thiên đạo, chỉ là cảnh giới cậu chưa đủ, nên không thể nhìn được rõ ràng. Cậu không nghĩ nhiều nữa, lập tức cất đỉnh đi. Bọn họ lại chơi trên đảo 3 ngày, trong 3 ngày này, Ngô Bình lại liên tục đột phá đến bí khiếu thứ 4, thứ 5, thứ 6. Lúc này chỉ còn cách một bí khiếu cuối cùng để cậu tu thành thất tinh trảm đạo quyết thôi. Ngày cuối cùng nghỉ ngơi của hai người, Bạch Lang báo tin đến. Ông chỉ bên trên kia như phát điên vậy, mấy ngày nay cử ra rất nhiều nhân lực điều tra chuyện này, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cũng may ông ta chưa nghĩ ngờ đến Bạch Lang. Ngô Bình không để Bạch Lang làm chuyện gì khác nữa, cậu cảm thấy để Bạch Lang ở lại, làm vũ khí bí mật cũng là một lựa chọn không tệ. Buổi chiều, cậu và Hàn Băng Nghiên ngồi thảm bay, quay về Đại Hạ Quốc. Lần này, hai người họ về thẳng Trung Châu, nhà của Hàn Băng Nghiên. Buổi tối cậu ở lại nhà họ Hàn ăn cơm, sau đó thì gặp bố mẹ mình, cũng trong đêm nay, cậu bắt đầu đột phá đến bí khiếu thứ 7. Bí khiếu thứ 7 là quan trọng nhất, một khi bí khiếu này được mở ra, thất tinh trảm đạo đồ của cậu sẽ có thể thành công. Đầu của Phương Lập bay lơ lửng trên không, mong đợi nhìn Ngô Bình, hy vọng cậu có thể thuận lợi đột phá. Cuối cùng, bí khiếu thứ 7 bỗng mở ra, Ngô Bình bắt đầu ngưng tụ bí ấn, bạch đạo, thiên đạo. Cuối cùng là vạn đạo bên trong đó. Khi 70.000 ấn bí khiếu hình thành, giữa bọn chúng hình thành một mối liên hệ kỳ diệu, mối liên hệ này chớp mắt đã khiến 7 loại bí lực thăng hoa. Nếu như nói, lúc trước sức mạnh của 7 loại bí lực là 1, thì bí lực mà thất tinh trảm đạo đồ phóng ra là 49. Mà chuyện khiến Ngô Bình càng kinh ngạc hơn là bí lực 7 loại lần lượt tiến vào. Thất khiếu, xuyên qua lẫn nhau, cuối cùng dung hợp thành một loại bí lực thất tinh trảm đao. Cấp bậc loại bí lực này càng cao hơn, uy lực mạnh hơn, căn bản không phải thứ mà bí lực 7 lợi có thể sánh được. Phương Lập vui mừng nói, thành công rồi. Không ngờ cậu lại tu luyện thành công thất tinh trảm đạo đồ nhanh như vậy. Tiếp tới, cậu có thể tu luyện thất tinh trảm đạo quyết rồi. Ngô Bình thở ra một hơi, cảm thấy thân thể cũng có thay đổi mạnh mẽ, bí lực thất tinh dung hợp lại kia ở khắp nơi, khiến cậu có cảm giác như vô địch. Tiền bối, ở đại lục thánh cổ của ông. Người tu luyện đồ này có nhiều không? Phương Lập, người tu luyện đồ này đều là thiên kiêu tuyệt thế bắt đầu thánh vực, hơn nữa cứ mỗi 200 năm mới xuất hiện một người. Chỉ là, đa phần trong số đó không thể so sánh với cậu được. Ngô Bình, ồ, họ đều không bằng tôi. Phương Lập giải thích cho cậu, thất tinh trảm đạo đồ này là bí đồ thánh phẩm, người tu luyện thường là những người giàu có, không dám tham công làm liều, phần lớn bí ấn đều là trăm ấn. Theo lịch sử ghi chép, người có thể đạt tới 300 ấn đã rất nổi bật, người đạt đến 500 ấn 1.000 năm mới xuất hiện một lần, dường như không có ghi chép nào. Cho thấy có người đạt tới vạn ấn. Ngô Bình khá ngạc nhiên, mình ngưng tụ vạn chục nghìn ấn bí khiếu cũng không có khó khăn gì, lẽ nào là có liên quan đến bí lực của trời mà mình lĩnh hồi? Hay là nguyên nhân nào khác? Phương Lập, dĩ nhiên còn có rất nhiều tu sĩ, mặc dù cũng tu luyện bí lực cấp thần nhưng không hoàn thiện, càng không thể so được với công tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta giải thích mặc dù có vài người cũng tu luyện bí đồ này nhưng chưa chắc đã có tư chất tốt, chỉ vì họ có dòng máu quý tộc, gia tộc có quyền lực, điều này làm nhiều người sở hữu bí đồ cấp thánh cực kỳ bảo thủ trong việc tu luyện, không dám mạo hiểm. Thế nên có vài người tu luyện chỉ dám ngưng tụ một ấn bí khiếu, 5 ấn bí khiếu, 50 ấn bí khiếu lúc tu luyện thất tinh trảm đạo đồ thôi, những người tu luyện bí đồ cấp thánh này.
Hơn nữa, đa số những người tu luyện không thể tập hợp được 7 loại bí lực cấp thần, vì 2 bí lực cấp thần trong đó chưa từng được truyền ra ngoài, chỉ có một số rất ít thế lực siêu cấp có khả năng có được thôi. Hơn nữa tu luyện bí lực cấp thần cũng khiến nhiều người nản lòng. Nói cách khác, thứ những người đó tu luyện không phải là truyền thừa cấp thánh, mà thường là cấp thánh bán thần, công pháp cấp huyền thánh, thậm chí là công pháp cấp thấp hơn. Biết được công pháp mình tu luyện rất quý giá, Ngô Bình tò mò hỏi ông ta, tiền bối ngồi không mà có được bí đồ thánh cấp nhân lẽ nào không phải có xuất thân từ thế lực lớn à? Phương Lập lộ ra vẻ phức tạp nói, mặc dù gia tộc bọn tôi không phải gia tộc siêu cấp, nhưng cũng không phải ngồi không mà có được bí đồ thánh cấp nhân. Còn tôi là thiên tài ngàn năm mới xuất hiện trong gia tộc. Dường như ông ta không muốn nói nhiều đến quá khứ của mình, Ngô Bình cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục tu luyện thất tinh trảm đạo quyết. Thật ra với trình độ hiện tại của cậu, cậu đã hoàn thành cơ trúc tầng 1. Cơ trúc tầng 1 có 3 phần, đó là mở bí khiếu, luyện bí, bí ấn. Lúc tu luyện bí mật, đầu tiên các tu sĩ của Thánh Cổ Đại Lục phải sử dụng bí lực mở bí khiếu dưới sự giúp đỡ của sư trưởng, sau đó lại luyện hóa bí lực, cuối cùng ngưng tụ bí ấn, bí khiếu lớn mạnh. Tu luyện của Ngô Bình lại hoàn toàn khác, cậu tự mình mở bí khiếu rồi ngưng tụ bí lực, bỏ qua bước luyện bí này. Cậu đã từng tu luyện bí lực từ trước, hơn nữa cực kỳ quen thuộc với bí lực, cho nên bước này không quá quan trọng với cậu. Tiếp theo là trúc cơ tầng 2, cũng có 3 giai đoạn, đó là bí pháp, chân phù, bí thiên. Ngô Bình cũng từng tu luyện 3 giai đoạn này, nhưng cũng không ngăn cản cậu tu luyện lại lần nữa. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục tu luyện bí pháp của thất tinh trảm đạo quyết chỉ có một loại, tên là trảm đạo. Thập tam kiếm, nhát kiếm thứ nhất của trảm đạo thập tam kiếm có uy lực rất mạnh, nhát kiếm thứ hai trở nên mạnh hơn khi có uy lực của nhát kiếm thứ nhất làm bàn đạp. Nói cách khác, nếu cậu có thể thi triển nhát kiếm thứ 13 thì uy lực của kiếm này mạnh hơn nhát kiếm thứ nhất 90 lần. Bí pháp có uy lực càng mạnh, quá trình tu luyện cũng càng khó hơn, thất tinh trảm đạo quyết cũng thế. Lúc đầu Phương Lập chỉ tu luyện đến nhát kiếm thứ 4, người mạnh nhất trước. Ông ta cũng chỉ tu luyện đến nhát kiếm thứ 5, mà uy lực của nhát kiếm thứ 5 chỉ bằng 1/6 uy lực của nhát kiếm thứ 13. Lúc này trời đã sáng, Ngô Bình không tu luyện tiếp nữa. Hôm nay là thứ 3, cậu phải chuẩn bị để đến Học viện Hoàng gia tham gia sát hạch. Khi cậu mặc thường phục xuất hiện ở cổng trường, Diệp Ngưng Băng vẫn đang đợi cậu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười nói. Mau đi thôi, hôm nay có rất nhiều người đến thi sát hạch đấy. Ngô Bình gật đầu, vừa đi vừa nói, không ngờ người tham gia vào Học viện Hoàng gia lại nhiều như thế. Diệp Ngưng Băng, hết cách rồi, Học viện Hoàng gia cũng ngày càng giảm sút, người muốn vào trường quá nhiều, người phụ trách sát hạch lại không muốn đắc tội với người ta, đành phải không ngừng nhồi nhét người vào. Ngô Bình lắc đầu, cứ như thế về lâu về dài, trình độ của học viên Học viện Hoàng gia sẽ ngày càng kém. Diệp Ngưng Băng cười ni ân mau họ đang kiểm soát tỷ lệ, bây giờ vẫn có một nửa giống tôi và anh, thi vào trường bằng thực lực. Ngô Bình nhướng mày, nói thế vẫn còn một nửa dựa vào quan hệ. Diệp Ngưng Băng, nếu không chào hỏi bên trên thì sẽ bị sát hạch rất nghiêm khắc, tỷ lệ đỗ sẽ cực kỳ thấp. Nếu đánh tiếng trước, người phụ trách đánh giá sẽ bỏ qua. Ngô Bình cười mỉa, nếu không phải vì cấm địa thượng cổ, tôi nào thèm vào cái nơi rách nát này. Diệp Ngưng Băng, vậy thì phải đạt được điểm cao trong lúc sát hạch, để đám người kém cõi ca biết thế nào mới là thiên tài. Ngô Bình cười hỏi, đạt được điểm cao có lợi ích gì? Nếu điểm sát hạch trên 300 thì có thể nhận được điểm tích lũy hoàng gia. Điểm sát hạch càng cao thì điểm tích lũy cũng càng cao. Điểm tích lũy này có thể đổi lấy vật phẩm từ bảo khố hoàng gia, bên trong có rất nhiều thứ tốt. Mắt Ngô Bình sáng lên, tổng điểm trong sát hạch là bao? Nhiêu? Diệp Ngưng Băng, cách sát hạch này be nguồn từ sách cổ trong tiên giới nên cực kỳ khó. Tuy tổng điểm là 3.500 điểm nhưng chỉ cần vượt qua 100 điểm là đỗ. Thế điểm tích lũy được tính thế nào? Trên 300 điểm thì được thưởng 10.000 điểm tích lũy, trên 350 điểm thì thưởng thêm 50.000, trên 500 điểm thì tiếp tục thưởng 50.000. Ngô Bình cười hỏi, vậy nếu trên 3.000 điểm thì sao? Diệp Ngưng Băng sửng sốt nói. Vẫn chưa có người nào có trên 500 điểm nên đạt được 3.000 điểm lại càng không thể. Tuy nhiên, hình như Học viện Hoàng gia có một quy định, sau khi điểm sát hạch trên 500 thì cứ mỗi lần tăng 50 điểm thì tổng phần thưởng sẽ tăng gấp đôi. Ngô Bình nhướng mày, nói cách khác,
đạt được kết quả 550 thì có thể lấy được 1.120.000 điểm tích lũy hoàng gia. Diệp Ngưng Băng gật đầu, đúng thế, nếu thành tích sát hạch của anh đạt đến 600 điểm thì điểm tích lũy là 2.240.000. Mắt Ngô Bình sáng rực, điểm tích lũy mấy triệu chắc là có thể đổi được không ít đồ. Đúng thế, lúc đầu tôi cũng từng đi đổi, tôi đổi một món pháp khí thời kỳ thượng cổ, uy lực khá mạnh, chỉ dùng 1.500 điểm tích lũy. Ngô Bình cảm thấy có hứng thú, hỏi cô ấy, bên trong có đồ tốt gì thế? Diệp Ngưng Băng nói, điểm tích lũy của tôi không nhiều nên chỉ có thể đi vào hạ tam khố. Thượng khố có cái, hạ khố có 9 cái, thánh khố có 1. Chỉ điểm tích lũy nhiều mới có thể tiến vào thượng tam khố. Còn hoàng khố thì có lẽ hoàng gia không muốn người ta lấy được vật phẩm trong quy đổi nên đã đặt ra ngưỡng điểm rất cao, chỉ những người có hơn 100.000 điểm mới có thể vào. Ngô Bình chớp mắt, nói thế chỉ cần trên 500 điểm là có thể đi vào. Diệp Ngưng Băng thở dài, tôi chỉ có được 10.000 điểm tích lũy, chỉ có thể đến hạ khố. Mặc dù đồ ở hạ khố cũng ổn nhưng không thể so được với thượng khố. Ngô Bình hơi bất ngờ, cậu nghĩ với năng lực của Diệp Ngưng Băng thì sao chỉ có được 10.000 điểm chứ? Diệp Ngưng Băng hiểu được thắc mắc của cậu, cô ấy bất lực thở dài, lúc đó tôi muốn thử xem trình độ thực sự của mình nên không đi chào hỏi với bên trên, kết quả thành tích chỉ có thế thôi. Sau đó tôi đi nghe ngóng, ngay cả những thiên tài thiên giới đó đến, cũng rất khó lấy được điểm cao, điều này có thể có liên quan đến cách đánh giá. Ngô Bình bỗng nảy ra một ý. Vốn dĩ còn muốn lấy được điểm cao, nhưng giờ xem ra chuyện này rất khó. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước một ngôi nhà vuông vắn, người xếp hàng dài ở lối vào, Ngô Bình chỉ đành đứng sau cùng. Tôi còn tưởng mình đã đến sớm, không ngờ lại có nhiều người như thế. Ngô Bình nhìn đội ngũ cả trăm người xếp hàng dài thì chỉ biết lắc đầu. Diệp Ngưng Băng cười, nói yên tâm đi, phần lớn những người này đều không thể nào vượt qua được vòng khảo sát thứ nhất. Sẽ nhanh chóng bị loại thôi. Cô ta vừa dứt lời thì đã có hai người cúi đầu buồn bã từ trong cửa bước ra và rời khỏi đó. Họ là những người đã thất bại trong cuộc khảo sát. Diệp Ngưng Băng đứng bên cạnh, giải thích với Ngô Bình, có quá nhiều người có quan hệ, học hoàng cũng không còn cách nào nên mới yêu cầu cao hơn để những người nhờ quan hệ dù có không được thu nhận cũng không thể nói được gì. Ngô Bình rất tò mò, vòng đầu thi gì thế? Diệp Ngưng Băng, rất đơn giản. Đấm một đấm vào dụng cụ kiểm tra sức mạnh, chỉ cần lực mạnh nhất vượt 1.000 kg thì xem như thông qua. Ngô Bình ngạc nhiên, đơn giản vậy sao? Diệp Ngưng Băng nhìn cậu, nếu như không có gốc gác thì độ khó của bài thi sẽ cao hơn gấp 10 lần. Dụng cụ kiểm tra sức mạnh sẽ rung lên trước khi cậu xuất quyền, trong tình huống đó, rất khó đánh được 2.000 kg. Ngô Bình không lo lắng về chuyện đó, chỉ nói, không sao cả. Hai người nói chuyện với nhau thì bị hai người phía trước nghe được, thế nên họ đã ngoảnh đầu lại nhìn Ngô Bình, nói, người anh em cũng bạo mồm đấy, ai ngờ lại dám nói 1.000 kg là chuyện đơn giản. Tôi cũng muốn xem thử anh có thể đánh được bao nhiêu cân. Ngô Bình liếc mắt qua thì biết người đó đã bị tử sắc làm cho cơ thể kiệt quệ, mặc dù anh ta có chút tu vi nhưng muốn đánh được 1.000 cân là chuyện gần như không thể. Có điều cậu để ý thấy dường như người này vừa mới uống thuốc gì đó. Trong mắt đầy gân máu. Cậu lập tức đoán được, để qua màn được, anh ta đã uống thuốc kích thích tiềm năng của cơ thể. Cậu có lòng tốt nhắc nhở anh ta, mặc dù thuốc có thể kích thích tiềm năng nhưng lại có hại rất nhiều với sức khỏe. Đối phương bị Ngô Bình vạch trần thì lập tức nổi giận, cao giọng hét, mày quản được chuyện của ông à. Ngô Bình cười, giơ tay lên và nói lớn, báo cáo, ở đây có một thí sinh dùng thuốc cấm. Có một người đàn ông trung niên duy trì trật tự ở đó. Ông ta lập tức nhìn qua, đáp lớn, chuyện gì thế? Người trước mặt tái mặt, lập tức chạy đến đón, thì thầm mới người trung niên đó vài câu. Người trung niên gật đầu, sau đó bước nhanh về phía Ngô Bình, hạ giọng nói, tùy tiện đánh người khác. Bị thương, lịch thi hôm nay của cậu bị hủy bỏ, về đặt lịch lại đi. Ngô Bình không hề tức giận, cậu nhìn sang người đàn ông trung niên và không nói gì. Người đàn ông trung niên thất thần. Sau đó đột nhiên nói với người trước mặt Ngô Bình, không ngờ cậu lại dám dùng thuốc cấm, đưa ra ngoài, học viện hoàng gia không bao giờ nhận kiểu người này. Người đó thay đổi 180 độ khiến rất nhiều người phải liếc nhìn sang. Người đó vừa kinh ngạc vừa tức giận, vừa hét vừa la khi bị kéo ra ngoài. Sau đó người đàn ông trung niên nói với Ngô Bình, trò đó không ngay thẳng, tôi đặt cách cho cậu được thi trước.
Thế là Ngô Bình được sắp xếp lên vị trí thứ nhất, nửa phút sau thì được vào trong nhà và bắt đầu thi. Khảo sát sức mạnh rất đơn giản, cậu đấm một đấm, kim của dụng cụ đo sức mạnh lập tức nhảy lên đến số lớn nhất, đạt 100.000 cân, sau đó, một tiếng động. Lớn nổ ra, dụng cụ đo nhiệt độ bị hỏng ngay tại chỗ. Cảnh tượng đó khiến mấy giám thị coi thi phải mắt chữ O mồm chữ A. Ngô Bình hỏi, tôi có đạt không? Người phụ trách nuốt nước bọt, vội gật đầu, đạt. Sau đó Ngô Bình được dẫn đến một đường hầm, cậu đi được một đoạn thì gặp điểm khảo sát thứ hai. Diệp Ngưng Băng không biết nhờ quan hệ thế nào mà cũng được theo cùng đến đó, cô ta cười, nói, dụng cụ đo lực. Bị đánh hỏng rồi, lợi hại. Người phụ trách ở đó nhìn Ngô Bình đăm chiêu rồi nói, chỉ có sức mạnh không thì chưa đủ, kiểm tra sức mạnh chỉ là món khai vị thôi, tiếp theo đây mới là khảo sát thật sự. Ông ta gõ nhẹ lên cánh cửa bên cạnh mấy cái, màn hình trước mặt Ngô Bình liền xuất hiện một hình vẽ đó là phù văn thượng cổ. Phù văn này rất khó nhớ, ẩn chứa rất nhiều điều huyền diệu. Mặc dù người bình thường nhìn vào cũng có thể nhìn rõ nhưng nếu nhắm mắt lại thì lại quên mất hình ảnh đó ngay. Giám thị đó nói, những phù hiệu này đều có gốc gác lớn, nếu như cậu có thể nhớ được một hình vẽ trong số đó trong vòng 15 phút thì xem như thông qua. Ngô Bình, chẳng phải sát hạch có chia điểm sao? Nhớ một hình thì được bao nhiêu điểm? Giám thị cười, nói cậu nhớ được một hình đã giỏi lắm rồi. Nhưng ông ta vẫn trả lời, nhớ một hình được 200 điểm, hai hình được 400 điểm, cứ thế tính lên. Ngô Bình liền nói, tấm tiếp theo. Giám thị tưởng đâu cậu không nhớ được nên mới muốn đổi sang tấm tiếp theo, ông ta lắc đầu, nói, vô ích thôi, không nhớ được tấm đầu tiên thì tấm thứ hai cũng không nhớ được. Thật ra trước đây từng có rất nhiều người giống như cậu, muốn dùng cách đổi hình để nhớ một trong số chúng. Mặc dù nói như thế nhưng ông ta vẫn đổi sang tấm theo. Lần này Ngô Bình nhìn hết nửa phút rồi lại nói, tấm tiếp theo. Giám thị bực mình, nhưng vì gánh trọng trách nên vẫn lạnh lùng, không ngừng đổi hình. Cứ thế, Ngô Bình nhìn mỗi hình hết nửa phút, 15 phút xem xong 30 hình, đến khi thời gian kết thúc. Giám thị tắt máy hiển thị, cười chế giễu, hỏi cậu nhớ được mấy hình. Theo ông ta thấy, e là Ngô Bình chẳng nhớ được hình nào, vì Ngô Bình không nhớ quan hệ nên ông ta đã dùng những hình khó nhất, mức độ khó thuộc mức 100. Còn những người có quan hệ, đi cửa sau thì ông ta sẽ chọn những hình có độ khó ở mức một con số để họ ghi nhớ. Ngô Bình không trả lời, mà hỏi, nếu như tôi nhớ hết 30 tấm thì sẽ được 6.000 điểm rồi. Giám thị ngây ra, nói 8-30 tấm. Đùa gì thế? Ngô Bình bình thản đáp, không đùa với ông đâu. Giám thị nghi ngờ, sau đó thì cười khẩy, nói, vậy thì hãy vẽ những gì mà cậu đã nhớ ra đi. Ngô Bình đi thẳng đến bàn vẽ bên cạnh, vẽ từng nét nhẹ như mây bay, chưa đầy một phút đã vẽ lại hết 30 hình vẽ. Giám thị vừa nhìn. Vừa lấy sổ tay các hình vẽ ra so sánh, hình thứ nhất gần như giống hệt làm ông ta giật mình, hình thứ hai vẫn giống như đúc, khiến ông ta tái mặt. Tiếp theo là hình thứ ba, thứ tư, mãi cho đến hình thứ 30, đều không có gì khác biệt. Chuyện này, ông ta run lên, có vẻ như không dám tin đó là sự thật. Ngô Bình tiếp tục hỏi ông ta, bao nhiêu điểm, cậu chỉ muốn biết điểm của mình, cậu còn muốn lấy điểm đi đổi đồ nữa. Giám thị rối đến nỗi chỉ biết vuốt cằm, nói, 6.000 điểm, chuyện này. Ông ta vô cùng bất ngờ, thường thì điểm số cao nhất là 3.000 điểm, 6.000 điểm thật sự vượt mức 3.000 quá nhiều, hơn nữa lại chỉ mới là điểm số của một phần thi. Ông ta cố kiềm nén lại sự kích động, hạ giọng nói, 6.000 điểm đã được ghi lại rồi. Ngô Bình một tiếng, vậy thì thi tiếp thôi. Giám thị biết cậu là nhân tài tuyệt thế thật sự nên vội nói, xin chờ một lát. Điểm số tổng của cậu đã vượt 6.000 điểm, đây là chuyện lớn, tôi phải báo với cấp trên. Ngô Bình, ông có thể xin ý kiến, tôi muốn tiếp tục thi vòng thứ hai. Đương nhiên rồi, ông ta đích thân đưa Ngô Bình đến địa điểm thứ hai. Người phụ trách coi thi ở đó là một người phụ nữ trung niên, giám thị vòng trước đó thì thầm với bà ta vài câu, bà ta liền tròn mắt, quan sát Ngô Bình từ trên xuống dưới rồi nói, công tử, bài thi chính thức gồm 3 phần. Trước đó kiểm tra khả năng ghi nhớ hình ảnh là để kiểm tra ngộ tính, bài thi ở chỗ tôi kiểm tra trình độ thực lực của cậu so với tu sĩ cùng cấp. Nói xong, bà ta chỉ tay vào cánh cửa gỗ trông rất cổ xưa, bề ngoài đầy dấu vết thời gian để lại. Bà ta giải thích nói, đi vào cửa cổ, cậu sẽ gặp phải con rối cùng cấp đầu tiên,
đánh bại được nó thì sẽ có con rối mạnh hơn xuất hiện. Vậy phải đánh đến lúc nào? Ngô Bình hỏi. Người phụ nữ trung niên nói, không có điểm dừng, đánh mãi đến khi thua hoặc bỏ cuộc thì dừng. Điểm số tính thế nào? Ngô Bình hỏi. Người phụ niên trung nói, đánh bại con rối cùng một cảnh giới thì 300 điểm, nếu đánh bại được một con rối cách cảnh giới thấp thì thêm 500 điểm. Nếu có thể đánh bại một con rối cao hơn một cảnh giới cao thì được thưởng 1000 điểm. Ngô Bình gật đầu, nói, bắt đầu đi. Sau khi cậu tiến vào cửa gỗ, bên trong cửa gỗ tự tạo thành một không gian, ánh sáng xung quanh tối mờ, sương mù màu xanh xám ngập tràn. Một lúc sau, trong sương mù bỗng có một con rối cao chừng 1m6, hai tay hai đao, trông rất sống động. Người này mặc áo, giáp sắt, khẽ gật đầu với Ngô Bình, sau đó thì ra tay. Đao của con rối cũng không tệ, đao pháp sắc bén, đao ra rất nhanh. Vù! Ngô Bình không muốn lãng phí thời gian, một bước, đã bay con rối kiên cố như sắt thép tan rã trên không, biến thành những mảnh nhỏ. Sương mù sôi sục, con rối thứ hai xuất hiện. Bên ngoài cửa gỗ, Diệp Ngưng Băng hai mắt sáng ngời, cô ấy hỏi người phụ nữ trung niên, những người đi cửa sau kia, bọn họ cũng sẽ đi vào cửa gỗ sao? Loại chuyện như vậy bình thường sẽ không nói rõ ngoài mặt, nhưng không biết người phụ nữ trung niên có. Phải vì quan hệ với Ngô Bình không mà rất thoải mái nói, bọn họ đi một cánh cửa khác, bên trong là con rối do học viện tự thân tạo ra, sức chiến đấu cũng không mạnh lắm. Đương nhiên, đánh bại những con rối kia thì điểm cũng ít, cao nhất cũng chỉ được 100 điểm. Bà ta liếc nhìn Diệp Ngưng Băng, tôi nhớ cô không lâu trước đó mới thi đậu, thành tích của cô trong cửa gỗ cũng không hẳn tốt. Diệp Ngưng Băng nói, có thể đậu là được rồi. Cô và Ngô Bình này là bạn sao? Có thể nói cho tôi biết lai lịch hắn thế nào không? Diệp Ngưng Băng hiểu rõ, thân phận của Ngô Bình không giấu được, cô ấy bình thản nói, lúc trước cậu ấy làm việc dưới trướng của Đông Vương. Không cần nói nhiều, chỉ một câu nói thôi, người phụ nữ trung niên cũng đã chấn động, lập tức đi đến bên cạnh gọi điện thoại. Lúc này, Ngô Bình đã thách đấu con rối thứ 5. Hơi thở con rối này tương đương với bí anh cảnh, Ngô Bình chỉ dùng chưa đến 10 chiêu đã đánh bại được nó. Mãi đến khi con rối thứ 8 xuất hiện, con rối này có thần thông, thuộc cấp cao thủ thần thông, cao hơn cậu một cảnh giới lớn. Đôi mắt hắn đỏ rực, sau đó 12 luồng kiếm quang bay ra, từng luồng kiếm quang đều vô cùng sắc bén. Ngô Bình di chuyển thân mình, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng con rối, kiếm thất tinh long uyên trong tay đâm vào đầu hắn. Kiếm quang biến mất, đầu con rối nghiêng qua, sức. Chiến đấu biến mất. Ngô Bình thì thầm nói, cứ đánh tiếp như vậy. Không biết còn phải đánh bao lâu nữa. Thế nhưng, tiếp theo đó cậu đợi một lúc lâu nhưng lại không có con rối nào xuất hiện. Sau đó cửa gỗ mở ra, trong tai cậu vang lên âm thanh của người phụ nữ trung niên. Cậu Ngô, bài kiểm tra này đã kết thúc, bên trong cửa gỗ không còn con rối nào nữa. Ngô Bình có chút thất vọng, phải biết rằng về sau đánh bại một con rối thì được 100.000 điểm, bị thiệt quá nhiều. Ra khỏi cửa gỗ. Người phụ nữ trung niên kính cẩn nói, cậu Ngô, cậu đánh bại 8 con rối, trước nay chưa từng có. Tổng cộng là 4.300 điểm. Ngô Bình nhíu mày hỏi, tiếp theo thì kiểm tra gì? Người phụ nữ trung niên cười nói, cửa thứ 3 là thêm vào, nếu hai cửa trước đủ cao thì không cần phải tiếp tục kiểm tra. Diệp Ngưng Băng rất kích động, nói, 6.000 cộng thêm 4.300, 10.300 điểm. Theo quy định, sau khi vượt qua 500 điểm, mỗi lần tăng 50 điểm sẽ được thưởng gấp đôi. Vẻ mặt người phụ nữ trung niên thay đổi, theo quy định này, học viện chẳng phải sẽ phá sản hay sao? Lúc này, một nam thanh niên bước vội đến, hắn liếc nhìn hỏi, cậu là Ngô Bình? Ngô Bình gật đầu, là tôi. Hắn lập tức cười nói, Ngô Bình, cậu đi với tôi, phó viện trưởng muốn gặp cậu. Ngô Bình cũng không thấy bất ngờ, thành tích của cậu cao như vậy. Tất nhiên sẽ khiến phó viện trưởng để ý, lập tức gật đầu. Diệp Ngưng Băng đi theo, ở bên cạnh thấp giọng nói. Chắc chắn viện trưởng không thể cho nhiều điểm như vậy, 8 phần là sẽ thương lượng với anh. Anh đừng khách khí, nhất định phải cố gắng giành lấy. Ngô Bình gật đầu, sau đó đi theo nam thanh niên đến một văn phòng màu đen. Trong một căn phòng trên lầu 3 tòa nhà, một người đàn ông mập mạp chừng 5, đeo kính ngồi trên sofa, gương mặt đầy vẻ bất lực. Ngồi chính giữa là một cô gái mặc đồng phục màu đen, trông khoảng chừng 20, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lẽo.
vậy mà giành được hơn 10.000 điểm, đúng là không tin nổi. Người đàn ông khẽ thở dài, ông ta chính là chủ nhiệm bộ phận tuyển sinh của học viện. Phó viện trưởng, cao nhất là 3.000 điểm, cứ khen thưởng cậu ta theo mốc 3.000 điểm. Chủ nhiệm cười khổ, nhưng dù có tính theo 3.000 điểm, thì điểm thưởng theo mốc cũng là một con số lớn rồi, dù có bán cả học viện cũng không trả nổi. Phó viện trưởng suy nghĩ một lát rồi nói, quy định tặng thưởng không đổi, kèm thêm một điều kiện, nếu điểm số vượt qua 1 triệu, học viện sẽ trả theo kỳ, mỗi năm 1 triệu. Chủ nhiệm sáng mắt, bất giác khen ngợi, phó viện trưởng sáng suốt. Cách này không những giải quyết được vấn đề thanh toán, mà còn có thể ràng buộc học viên này với học viện, để cậu ta nhớ mãi khoản tiền này. Phó viện trưởng cúi đầu nhìn tài liệu của Ngô Bình, nói cậu ta vừa tốt nghiệp học viện quân sự Hoàng gia, học sĩ 5 sao. Ngoài ra, cậu ta còn có bối cảnh tiên giới, là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, ồ. Đồng thời còn là trưởng lão Thái Hoàng giáo kiếm các. Chủ nhiệm giật mình, Thái Hoàng giáo, trưởng lão, chuyện này không nhầm chứ. Ông ta đứng dậy xem tài liệu. Phó viện trưởng khẽ nheo mắt, nói khẽ, Ngô Bình này, thú vị đấy. Mấy phút sau, Ngô Bình được nam thanh niên đưa vào phòng khách, hắn nói, phó viện trưởng, chủ nhiệm Trương, Ngô Bình đến rồi. Phó viện trưởng đánh giá Ngô Bình, chủ nhiệm Trương kia đã đứng dậy chào đón, cười nói, Ngô Bình, học viện Hoàng gia chào đón cậu. Ngô Bình nói, chào chủ nhiệm Trương. Sau đó ánh mắt cậu nhìn sang phó viện trưởng. Phó viện trưởng, Ngô Bình, tôi là phó viện trưởng, Mộng San. Phó viện trưởng, cô tìm tôi có chuyện gì, Ngô Bình hỏi thẳng. Mộng San nói, thành tích kiểm tra của cậu có rồi, đầu tiên là chúc mừng cậu. Nhưng còn có một chuyện phải nói với cậu, theo quy định cậu có thể lấy được điểm thưởng khổng lồ của học viện. Nhưng học viện còn có một quy định, nếu điểm thưởng của ai vượt quá 1 triệu, thì sẽ được chia ra trả theo kỳ. Cũng có nghĩa, sau này cậu có thể lấy được 1 triệu điểm mỗi năm. Trong lòng Ngô Bình khó chịu, mỗi năm 1 triệu, vậy thì đủ làm gì? Cậu lập tức nói, trước khi đến, tôi đã đặc biệt tìm hiểu chế độ quy định của học viện, trong đó rõ ràng có nhắc đến quy tắc thưởng điểm cho bài kiểm tra, nhưng không nhắc đến chuyện giới hạn trả theo từng năm. Vẻ mặt Mộng San vẫn bình thường, nói thẳng, quy định này, là sau khi có cậu mới có, mong cậu hiểu cho. Dựa theo quy định trước đó, điểm của cậu là một con số khổng lồ, học viện không bỏ ra được nhiều như vậy. Huyền Ngô Bình biết điểm này không dễ lấy, cậu nói, phó viện trưởng, năm đầu tiên có thể trả nhiều hơn chút không? 1 triệu thực sự quá ít. Mộng San không ngờ Ngô Bình lại còn trả giá với bà A, bà ta hỏi cậu muốn bao nhiêu? Ngô Bình giơ một ngón tay, 10 triệu điểm. Sau này mỗi năm cho tôi 50, liên tục trong 2 năm. 3 năm sau đó tôi sẽ từ bỏ. Cậu biết rất rõ, trong 3 đến 5 năm, cậu chắc chắn sẽ phát triển. Lúc đó sợ rằng học viện cũng không còn thứ mà cậu muốn nữa. Thay vì mỗi năm đưa 10 triệu, chỉ bằng trong vòng 3-2 năm lấy đủ điểm là được. Mộng San và chủ nhiệm Mập nhìn nhau rồi nói. Được, năm thứ nhất trả 10 triệu, 2 năm sau trả thêm 10 triệu nữa. Ngô Bình, cảm ơn phó viện trưởng. Mộng San, Ngô Bình, chuyện này học viện khiến cậu phải thiệt thòi nhưng cậu yên tâm, học viện còn có những nguồn lực khác. Chỉ cần cậu biểu hiện tốt thì học viện sẽ không bạc đãi cậu. Ngô Bình không nói gì, cậu không có hứng thú với bánh hỏa. Mộng San tiếp tục nói, tôi biết cậu là trưởng lão của Thái Hoàng giáo, cậu gia nhập học viện Hoàng gia là vinh hạnh của học viện chúng tôi. Thiết nghĩ trong lòng cậu cũng không đánh giá cao học viện Hoàng gia, cậu đến đây cũng vì muốn vào cấm địa thượng cổ thôi, tôi nói đúng không? Đúng là Ngô Bình nghĩ như thế, nhưng cậu lại ngại thừa nhận. Dù sao thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của phó viện trưởng. Cậu chưa kịp trả lời thì Mộng San đã nói, cậu nghĩ vậy là chuyện rất bình thường, dù gì thì học viện Hoàng gia chỉ là nơi tu hành ở trần thế. Nhưng nếu cậu nghĩ như vậy thì đã sai lầm rồi, sở dĩ thế tục là trung tâm của vạn giới là do rất nhiều nguyên nhân, tôi chỉ nói một trong số đó, không biết cậu có từng nghe nói đến cấm kỵ chưa? Ngô Bình giật mình, nói tôi biết hình như trong cấm địa thượng cổ có cấm kỵ. Mộng San gật đầu, đấy chỉ là một mặt, thật ra cấm địa thượng cổ đến từ một thế giới rộng lớn khác, chúng tôi gọi là Đại lục Thánh Cổ. Đại lục Thánh Cổ vô cùng vĩ đại, bao la, 10 tiên giới lớn mà cậu biết đều không là gì đối với nó, mà thế tục lại là vùng đất nối liền giữa Đại lục Thánh Cổ và tiên giới. Ngô Bình bình thản, nếu đã có Đại lục Thánh Cổ tồn tại, vậy sao những người ở đây lại không hề hay biết? Mộng San thản nhiên đáp,
không phải không biết mà là những ký ức và tư liệu về đại lục thánh cổ đều không thể nào truyền lại. Chẳng hạn, tôi và cậu biết hết những chuyện này nhưng ngàn năm sau, chúng ta vẫn sẽ lãng quên, đời sau của chúng ta càng không thể nào biết được chuyện này. Ngô Bình chau mày, tại sao? Thế Tục là thế giới được đại lục thánh cổ sinh ra, nó và đại lục thánh cổ như hai đứa con sinh đôi của vũ trụ. Một số nhân vật thông minh tuyệt đỉnh của đại lục, thánh cổ phá tan rào cản không gian, vào trong Thế Tục và cải tiến pháp môn tu hành, thành lập nên tiên đạo. Đến cả Phương Lập cũng chưa từng nhắc đến giả thiết này. Ngô Bình bất giác giật mình, vị phó viện trưởng này thật không đơn giản. Mộng San nhìn Ngô Bình, cười như không cười rồi liếc nhìn chủ nhiệm Mập. Chủ nhiệm Mập đứng dậy, nói, hai người nói chuyện đi, tôi đi làm việc đỡ âm ta nói xong thì ra khỏi phòng khách và đóng cửa lại. Mộng San đứng dậy, nói cùng tôi vào phòng làm việc. Ngô Bình đứng dậy, cùng Mộng San bước vào một cánh cửa khác, đằng sau cánh cửa là văn phòng làm việc, trên bức tường đối diện có treo hình của một người, người đàn ông trong hình nho nhã, hiền lành, đầu cột khăn, tay cầm một quyển sách cổ, đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa. Sau khi vào trong, Mộng San đích thân đóng cửa lại, và khóa trái cửa. Sau đó, bà ta đi đến bên cạnh bàn sách, nghiêm nghị hỏi, Ngô Bình, lát nữa tôi sẽ cho cậu xem thứ này, sau khi xem xong, cậu sẽ trở thành đệ tử nòng cốt của học viện, gắn bó suốt đời với học viện Hoàng gia. Nếu cậu không đồng ý thì bây giờ có thể rời khỏi, tiếp tục làm một học viên bình thường, đến khi tốt nghiệp. Ngô Bình chớp mắt, hỏi bà ta, thứ phó viện trưởng muốn cho tôi xem có giúp ích được cho tôi không? Mộng San nghiêm túc gật đầu, rất có ích, chắc. Chắn cậu sẽ không hối hận. Ngô Bình tiếp tục hỏi, có thể giải thích hàm ý của bị trói chặt là thế nào không? Bảo vệ an toàn và kiêu hãnh của học viện Hoàng gia, đương nhiên học viện Hoàng gia cũng sẽ bảo vệ cậu, cho cậu vinh quang. Ngô Bình trầm ngâm vài giây, quyết đoán trả lời, tôi muốn xem thứ đó. Mộng San thở phào, nói, 1000 năm trở lại đây, cậu là người đầu tiên để học viện tiết lộ bí mật. Bà ta vừa nói vừa đưa tay ấn nhẹ lên kệ sách. Không gian xung quanh kệ sách đột nhiên méo mó, trở thành một cánh cửa không gian hình tròn, trong cửa là một cảnh tượng khác hẳn. Trong thung lũng xinh đẹp có một ngôi nhà lầu 3 tầng màu xám, mảnh đất phía trước căn nhà có một con hổ văn vàng, mắt xanh đang nằm. Con hổ đột nhiên mở mắt ra, nhìn chăm chằm về phía Ngô Bình, một khí tức hồng hoang cổ ập đến, dường như đó đã đánh thức ký ức trong huyết mạch của Ngô Bình. Mộng San phất tay, cánh cửa không gian biến mất. Bà ta hỏi, cậu có biết lúc nấy là chỗ nào không? Đại lục thánh cổ, Ngô Bình nheo mắt hỏi ngược lại. Mộng San gật đầu, không sai, đấy là cánh cửa dẫn đến đại lục thánh cổ, chỉ là cánh cửa này đã khép lại hơn 1000 năm rồi, muốn qua được nó thì cần phải có thiên phú rất cao. Mắt Ngô Bình sáng rỡ lên, tôi cũng vào được sao? Mộng San, đương nhiên rồi, chỉ là trước lúc đó, cậu bắt buộc phải đáp ứng được một số yêu cầu. Nếu không đáp ứng được thì sẽ không thể vào được. Yêu cầu gì, cậu hỏi. Sau khi vào cấm địa thượng cổ thì tận dụng môi trường trong đó để hoàn thành trúc cơ. Bà ta nhìn Ngô Bình, trúc cơ là một cảnh giới tu hành trong đại lục thánh cổ, có rất nhiều điểm trùng lập với bí cảnh tiên đạo. Ngô Bình đã biết những chuyện này từ lâu, cậu tiếp. Tục hỏi, thế tục chỉ có một thánh môn này thôi sao? Mộng San lắc đầu, không chỉ có một cái, nhưng hiện tại chỉ còn có 7 cái. Cái ở học viện Hoàng gia chúng ta là một trong số đó. Gần đây có người vào 6 cánh cửa còn lại không? Ngô Bình hỏi. Mộng San lắc đầu, đến cả thánh môn ở đây còn không có ai vào cả ngàn năm rồi, những cánh cửa khác thì càng không thể. Ngô Bình rất thắc mắc, ai đã tạo ra những cánh cửa này? Mộng San, là tổ tiên của nhân tộc ở Thế Tục, từ xưa, họ từ đại lục thánh cổ đến đây, một số lối đi còn sót lại, chính là những thánh môn này. Có điều, thời gian lâu dần, càng lúc càng có nhiều thánh môn biến mất. Ngô Bình, nếu vào thánh môn thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Mộng San cười, đáp cậu sẽ có được quyền sử dụng thánh môn, được tự do qua lại giữa đại lục thánh cổ và thế tục. Đại lục thánh cổ có rất nhiều thứ mà chúng ta luôn mơ ước có được. Và chỗ của chúng ta cũng có rất nhiều thứ mà đại lục thánh cổ không có. Ngô Bình hiểu ra ngay ý nghĩa của câu nói đó là gì? Cậu bình tĩnh hỏi, ý của phó viện trưởng là sau này chúng ta có thể buôn bán sao? Mộng San cười, không hổ danh là thần đồng đương thời, mới nói đã hiểu ngay. Lần gần nhất thánh môn khởi động là cách đây hơn 1300 năm, lúc đó thánh môn vẫn chưa thuộc về học viện Hoàng gia.
Đáng tiếc là vị thiên tài đó có được quyền ra vào thánh môn chưa được 10 năm thì đã qua đời, từ đó về sau, thánh môn chưa từng được khởi động lại, mãi cho đến bây giờ. Phó viện trưởng cho rằng tôi có thể khởi động nó sao? Ngô Bình hỏi. Mộng San, thành tích của cậu rất đáng kinh ngạc, tôi không dám nói đứng đầu vạn cổ nhưng ở đại hạ thì không có ai có thể qua được cậu. Tim Ngô Bình đập loạn, cậu biết rõ, một khi khởi động thánh môn thì cậu sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Đương nhiên tôi sẽ cố hết sức, cậu nói. Mộng San gật đầu, cậu làm quen với môi trường ở học viện trước đi, ngày mai rồi đến gặp lại. Ok, Ngô Bình chào tạm biệt. Cậu đi chưa được bao lâu thì người đàn ông trong bức tranh cứ như người thật, đột nhiên quay đầu lại nói, Tiểu San, cháu cảm thấy người này làm được thật sao? Mộng San, ông nội, thành tích của cậu ta quá kinh ngạc, nếu đến cả cậu ta còn không làm được thì chúng ta chỉ có thể từ bỏ thôi. Người đàn ông nho nhã thở dài, nói, đã hơn 1000 năm rồi, cũng không biết bên đó thế nào, không biết người đợi chúng ta có còn đó không? Mộng San buồn bã, sau đó hạ giọng nói với ánh mắt kiên định, dù có thế nào thì chúng ta cũng phải đi. Người đàn ông nho nhã nói, Tiểu San, cháu đã rời họa cảnh nhiều năm, nếu năm nay cậu ta không có tiến bộ gì thì cháu hãy quay về trong tranh ngủ say, không cần phải lãng phí tuổi xuân. Mộng San khẽ cười, ông nội, cháu tin mắt nhìn của cháu, người này có lẽ có thể đem đến sự bất ngờ. Hy vọng vậy đi, người đàn ông nho nhã khẽ thở dài. Rời khỏi phòng làm việc của phó viện trưởng, Diệp Ngưng Băng đang đợi cậu cách đó không xa. Sao rồi, cô ấy hỏi, học viện có nuốt lời không? Ngô Bình, cái đó thì không, chỉ là muốn trả theo kỳ. Anh chỉ cần 20 triệu điểm tích lũy, 3 năm trả hết. Diệp Ngưng Băng gật đầu, càng về sau, điểm tích lũy cũng không còn giá trị với anh nữa, nhân lúc dùng sớm thì hơn. Ngày mai điểm tích lũy của anh có rồi, đến lúc đó tôi đưa anh đến kho bảo vật hoàng gia. Thấy Diệp Ngưng Băng hai ngày nay đều ở bên cạnh mình trong kỳ kiểm tra, Ngô Bình cười nói, hai ngày nay cô cực khổ rồi, buổi trưa mời cô ăn cơm. Diệp Ngưng Băng cười nói, được thôi, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn anh giúp. Trước lúc xuất phát, Ngô Bình còn mời cả Mộc Băng Thiền. Đến nhà hàng ăn cơm, Mộc Băng Thiền gọi điện thoại, nói cô ấy gặp được Lưu Tử Khải, nên hỏi có thể cùng đến ăn cơm không, thêm một người nữa cũng không nhiều, Ngô Bình cũng đồng ý ngay. Không lâu sau, Lưu Tử Khải và Mộc Băng Thiền xuất hiện cùng nhau. Lưu Tử Khải vừa gặp mặt đã cúi đầu khom lưng, chào anh Ngô. Ngô Bình gật đầu, cùng ăn cơm đi. Lưu Tử Khải vui mừng, cảm ơn anh Ngô. Cậu ta là người nhiệt tình thoải mái, không cần Ngô Bình giới thiệu, một lúc sau đã quen với Diệp Ngưng rồi, cứ mở miệng ra là chị Băng. Thực ra Lưu Tử Khải vẫn đang tìm cơ hội tiếp cận Ngô Bình. Hai hôm nay cậu ta nhờ người điều tra về Ngô Bình. Kết quả điều tra khiến cậu ta phải khiếp sợ. Ngô Bình không chỉ là học sĩ năm sau tốt nghiệp học viện quân sự đại hạ, mà còn là người của Đông Vương. Đông, Vương là ai? Là nhiếp chính vương đương nhiệm, dưới một người, trên vạn người. Anh Bình, chị Băng, sau này tôi chính là đàn em chạy vặt của hai người có chuyện gì thì đừng khách sáo, cứ dặn dò, tôi đây nhất định dốc hết sức làm. Ngô Bình thấy cậu ta thông minh hiểu chuyện, cũng gật đầu. Lưu Tử Khải vui mừng, nói cảm ơn anh Bình. Có cậu ta ở đây đương nhiên không cần Ngô Bình phải thanh toán, cậu ta không những gọi một bàn đồ ăn, mà còn rót nước cho Ngô Bình, rồi khi thì lại gắp thức ăn cho Diệp Ngưng Băng, rất ân cần. Ăn cơm xong, Lưu Tử Khải đề nghị, anh Bình, tối nay là sinh nhật của Băng Thiền, chi bằng anh Bình cứ ra lệnh, tôi đây sẽ dốc sức chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật tối nay. Ngô Bình có chút bất ngờ, là sinh nhật Băng Thiền sao? Vậy thì đúng là phải tổ chức thôi. Tử Khải, chuyện này giao cho cậu xử lý. Sau đó cậu đưa một tấm thẻ cho cậu ta. Bên trong có chút tiền, cậu cứ dùng tùy ý. Lưu Tử Khải trông có vẻ không vui, anh Bình, anh như vậy là chẳng phải là vả mặt cậu em tôi đây sao? Chút tiền này còn phải để anh Bình bỏ ra sao? Anh yên tâm, mọi thứ cứ tính cho tôi. Ngô Bình cũng không miễn cưỡng, khẽ cười nói đồng ý. Mộc Băng Thiền vừa thích thú vừa ngại ngùng, lúc. Trước tôi chưa từng tổ chức sinh nhật, không cần làm phiền mọi người. Lưu Tử Khải nghiêm mặt nói, Băng Thiền, cái này tôi phải nói cô rồi. Sinh nhật là chuyện lớn trong năm, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hơn nữa anh Bình cũng muốn đến đó, cô không thể không nể mặt anh Bình chứ. Mộc Băng Thiền cắn môi, khẽ gật đầu, cảm ơn anh Ngô Bình, cảm ơn Tử Khải.
Lưu Tử Khải cười ha ha, chuyện nhỏ thôi, khách sáo với tôi làm gì? Bởi vì phải chuẩn bị tiệc sinh nhật nên Lưu Tử Khai chưa ăn bao nhiêu đã tạm biệt, nhìn ra được cậu ta rất dụng tâm. Mục Băng Thiền khẽ nói, anh Ngô Bình, bố mẹ tôi đến rồi. Ngô Bình, ồ, chú gì đến thủ đô rồi sao? Mục Băng Thiền khẽ gật đầu, bọn họ cả đời này chưa từng thấy núi lớn, tôi muốn đón bọn họ đến ngắm nhìn xem. Hơn nữa, sức khỏe mẹ tôi không tốt, tôi muốn đưa bà ấy đến bệnh viện lớn khám thử. Ngô Bình cười nói, không cần đến bệnh viện, tôi là bác sĩ đây. Như vậy đi, chúng ta ăn cơm xong thì đến gặp chú gì? Mục Băng Thiền gật đầu, được, bọn họ đang ở ký túc xá. Ngô Bình, sớm biết thì đã bảo cô đưa chú gì đến cùng ăn cơm rồi. Mục Băng Thiền có chút ngại ngùng, bố mẹ tôi là người thô lỗ, tôi sợ làm phiền mọi người. Ngô Bình nghiêm túc nói, Băng Thiền, tôi và cô tuy quen biết chưa lâu, nhưng cô nên biết tôi làm người thế nào. Sau này đừng xem tôi như người ngoài nữa. Mục Băng Thiền rất cảm động, đôi mắt ngấn nước, cố sức gật đầu. Diệp Ngưng Băng vẫn ở bên cạnh quan sát, cô ấy cảm thấy Ngô Bình rất quan tâm đến cô gái Mục Băng Thiền này, bất giác cô ấy hiếu kỳ, rốt cuộc cô gái này có điểm nào đặc biệt. Biết được bố mẹ Diệp Ngưng Băng chưa dùng bữa, Ngô Bình bảo nhà hàng gói một phần, sau đó đi cùng Mục Băng Thiền về ký túc xá. Diệp Ngưng Băng còn có chuyện khác nên đi trước, hai người hẹn gặp ngày mai. Hai người đến ký túc xá Mục Băng Thiền, diện tích ký túc xá không lớn, có hai sinh viên trong đó. Bọn họ có không gian sinh hoạt riêng, bên trong có giường và bàn học, và tủ quần áo, phòng tắm và phòng khách thì hai người dùng chung. Trong phòng của Mục Băng Thiền, một đôi vợ chồng khoảng chừng 50 đang ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Mục Băng Thiền đi vào thì vội giới thiệu, bố mẹ, đây là Ngô Bình, đàn anh của con. Học bổng lúc trước là do anh Ngô Bình xin giúp con. Bố Mục Băng Thiền vừa đen vừa gầy, trên người có mùi khói rất rõ, ông ấy vội đứng dậy, ôi ôi. Đứa trẻ ngoan, đúng là phải cảm ơn cậu, cậu ngồi ông ấy kéo một cái ghế từ bên cạnh, mời Ngô Bình ngồi. Ngô Bình cười nói, không cần, cháu đứng một lát thôi. Cậu quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi hỏi, chú gì đến mấy ngày rồi? Người phụ nữ trông rất hiền lành, chỉ là thân thể không tốt lắm, thi thoảng lại ho khan, vẻ mặt nhợt nhạt, bà ấy nói, đến 3 ngày rồi. Tiểu Thiền cứ muốn giữ tôi lại, nói đưa tôi đi bệnh viện khám bệnh, tôi nói không cần. Cũng chỉ là bệnh cũ thôi. Ngô Bình thấy Mục Băng Thiền muốn đi rửa trái cây, cậu nói, Băng Thiền, gọi chú gì đi, tôi đưa mọi người đến chỗ này. Mục Băng Thiền ngây người, hỏi, anh Ngô Bình, đi đâu vậy? Ngô Bình cười nói, đi đi, đến rồi sẽ biết. Trên đường đi cậu gọi điện thoại, nhân viên công ty lập tức cử người đến gần Đại học Thần Kinh thuê căn nhà, 3 phòng, 2 sảnh, 2 nhà vệ sinh, thiết bị trang hoàng cũng không tệ. Tiền thuê 1 tháng 17.000, cọc 1 tháng, cứ 3 tháng trả 1 lần. Ngô Bình đến khu nhà, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang đứng đó, nhìn thấy Ngô Bình thì vội đưa chìa khóa bằng 2 tay, nói cậu Ngô đúng không? Đây là thẻ ra vào khu dân cư, đây là thẻ nhà, xin giữ lấy. Ngô Bình ừ một tiếng, đưa mấy người họ đi vào bên trong. Tòa nhà có 19 tầng, căn Ngô Bình thuê ở tầng thứ 9, một tầng có 2 căn, 3 phòng hướng nắng. Nam Bắc thông nhau, khoảng cách giữa các căn nhà cũng rất hợp lý. Mở cửa khu nhà, Ngô Bình đưa chìa khóa cho bố Mộc, nói, chú à, sau này chú gì cứ ở đây. Công việc thì cháu sẽ sắp xếp, như vậy chú gì cũng ở gần Băng Thiền hơn chút, cô ấy cũng bớt lo lắng cho hai người. Mộc Băng Thiền rất kinh ngạc vội xua tay, anh Ngô Bình, không được, tôi biết căn nhà này rất mắc, chúng tôi không nhận được. Ngô Bình nhìn cô ấy, nói, Băng Thiền. Có nhớ bí khiếu đồ và công pháp mà tôi bảo cô vẽ lúc trước? Không, đối với tôi nó rất quan trọng, là vô giá. Căn nhà này tôi đã thuê 3 năm rồi, xem như là tôi báo đáp cô. Ngoài ra, tấm thẻ này cô cứ nhận lấy, bên trong có 1 triệu. Nếu không đủ, thẻ này có thể dùng như thẻ tín dụng, hạn mức là 50 triệu. Mẹ Mộc cũng rất kinh ngạc, Tiểu Ngô, làm như vậy không được. Nhiều tiền như vậy, cả đời này chúng tôi cũng không kiếm được, không được. Không được. Ngô Bình kiên quyết nhét tấm thẻ vào tay Mộc Băng Thiền, cười nói, nhận lấy đi, tôi xem tình trạng sức khỏe của dì trước. Để mẹ Mộc ngồi xuống ghế sofa, Ngô Bình bắt mạch cho bà ấy, chẳng mấy chốc đã biết được bà ấy bị ung thư phổi, hơn nữa đã lan ra khắp toàn thân. Cậu không nói nguyên nhân sinh bệnh mà thi triển bí lực trường sinh ngay.
bí lực truyền vào người đối phương, đánh thức hệ miễn dịch toàn thân, tế bào ác tính nhanh chóng bị giết chết. Nửa tiếng sau, Ngô Bình lại đích thân sắc một chén thuốc để cô ấy uống và bảo cô ấy nằm yên trên giường nghỉ ngơi. Mục Băng Thiền chờ đóng cửa lại mới dám hỏi, anh Ngô Bình, mẹ tôi không sao chứ? Ngô Bình cười, nói, không sao, bệnh vặt thôi, đã khỏi rồi. Mục Băng Thiền thở phào, vậy thì tốt. Ngô Bình, Băng Thiền, chiều nay chúng ta đi mua ít quần áo cho cô chú đi, mua thêm ít đồ dùng cá nhân nữa. Dù gì thì đồ đạc ở đây cũng thiếu thốn. Mục Băng Thiền vội nói, anh Ngô Bình, tự tôi mua được rồi, anh bận vậy, đừng để chậm trễ việc của mình. Ngô Bình cười, nói, bây giờ tôi không bận gì, chúng a mua đồ xong thì vừa kịp về khách sạn mừng sinh nhật cô. Mục Băng Thiền vô cùng cảm động, hai mắt đỏ hoe, từ nhỏ đến lớn, ngoài bố mẹ ra thì chưa từng có ai đối xử tốt với cô ấy như thế, cô ấy không biết nên nói gì. Ngô Bình nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô ấy rồi cười, nói, đồ ngốc, sao lại khóc? Đi thôi, chúng ta đến khu thương mại. Sau đó, Ngô Bình dắt Mộc Băng Thiền đến khu thương mại, mua cho cô ấy mấy bộ đồ, một ít trang sức. Và mỹ phẩm, còn mua cho bố mẹ cô ấy mỗi người hai bộ quần áo. Lúc quay về, đồ chất đầy cả xe. Họ chuyển đồ xuống hết thì chuẩn bị sơ, đến 6 giờ thì đến khách sạn. Tối đó, rất nhiều bạn bè của Mộc Băng Thiền đều một đến dự, còn có mấy giảng viên và phụ đạo viên sống gần đó, cùng cô ấy mừng sinh nhật. Buổi tiệc sinh nhật này khiến Mộc Băng Thiền vô cùng cảm động, sau khi tiễn mọi người ra về hết, cô ấy đã âm thầm lau nước mắt. Ngô Bình đưa cả nhà họ về chung cư, Mộc Băng Thiền lấy từ trong xe ra một xấp giấy, đưa cho Ngô Bình bằng hai tay rồi cười, nói, anh Ngô Bình, mấy thứ lần trước anh bảo tôi vẽ, tôi biết chúng rất quan trọng với anh, vì vậy mấy hôm nay có thời gian, tôi đã vẽ lại chúng, hy vọng sẽ có ích cho anh. Ngô Bình nhận lấy xem, bên trên không chỉ có nhân bí đồ mà còn có pháp môn tu luyện tương ứng. Không chỉ có vậy, một số bí lực còn được giới thiệu cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là giới thiệu về các cảnh giới bí pháp, bí thiên, cực kỳ chi tiết, tất cả đều được giải thích rất cặn kẽ, chúng sẽ là tư liệu tham khảo cho Ngô Bình khi tu luyện công pháp của Thánh Cổ Đại Lục. Ngô Bình xem mấy trăm trang chữ và tranh liền mạch thì cảm động, nói, viết nhiều thế này nhất định là rất vất vả. Không vất vả, dù sao thì giờ cũng không có việc gì. Mộc Băng Thiền cười, đáp. Ngô Bình gật đầu, vậy tôi nhận hết nhé. Tối đó, cậu quay về khách sạn, bắt đầu tu luyện, Trảm Đạo Thập Tam Kiếm. Thập Tam Kiếm này càng luyện càng khó, một khi luyện thành thì không chỉ có thể dùng để đối phó kẻ địch mà sau này, khi Ngô Bình mở đại đạo thì nó cũng sẽ có giá trị lớn. Ngô Bình đã mất hơn một tiếng đồng hồ nghiền ngẫm mới ngộ ra được kiếm đầu tiên của Trảm Đạo. Thập Tam Kiếm, cậu đứng giữa đám đông, vung Thất Thỉnh Long Uyên lên, bảy bí huyệt lớn xung quanh cơ thể cùng lúc kêu lên, bí lực của Thất Tinh Trảm Đạo tuôn ra, nối liền trời đất, khiến bảy loại sát lực giữa trời đất đều quy tụ lại, ngưng tụ thành một thanh kiếm Trảm Đạo màu xanh khổng lồ phía sau lưng Ngô Bình. Xung quanh thanh kiếm khổng lồ có tia lửa điện lúc ẩn lúc hiện, sấm chớp đùng đùng, không gian méo mó, uy áp lan rộng bốn phương tám hướng. Thanh kiếm khổng lồ được Ngô Bình chém ra, những tia pháp tắc trong không trung bị chém nứt, phát ra âm thanh mà tai người không sao nghe được nhưng lại khiến thần hồn khiếp sợ. Rắc rắc, kiếm đó có hiệu quả đặc biệt là đoạn pháp. Kiếm vừa rút ra thì vạn pháp đều bị chặt đứt, cũng tức là kiếm này có thể chặt đứt bí pháp cũng như thần thông của đối phương, uy lực cực mạnh. Ngô Bình cảm nhận uy lực của kiếm đó thì lẩm bẩm, dường như mỗi kiếm của thập tam kiếm đều có thêm một khả năng khác. Thế là cậu tiếp tục luyện kiếm thứ hai. Ngô Bình vung kiếm thứ hai thì thanh kiếm khổng lồ sau lưng Ngô Bình bỗng biến thành hai thanh kiếm, một thanh màu xanh, một thanh màu tím, mỗi thanh đều có khả năng khác nhau. Lúc kiếm được chém ra, thanh kiếm tím liền biến thành 6 luồng kiếm ảnh, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của đòn đánh đó bỗng tăng lên gấp đôi, sức sát thương cao gấp 3 lần so với trước đó. Đây là tấn công kép sao? Sau đó là kiếm thứ ba của Trảm Đạo. Độ khó của việc lĩnh hội kiếm này cao hơn trông thấy. Mãi đến khi trời sáng Ngô Bình mới miễn cưỡng nắm được sự huyền diệu của kinh kiếm, đấy là thương hồn. Sau lưng Ngô Bình lại xuất hiện thêm một thanh kiếm khổng lồ màu đen với khả năng gây sát thương linh hồn, có thể chém được thần hồn của con người. Hơn nữa, kiếm này có thể dùng độc lập, cũng có thể dùng cùng lúc với hai kiếm còn lại. Lúc này cậu đã hiểu ra cái gọi là Trảm Đạo Thập Tam Kiếm chính là 13 thanh kiếm, mỗi thanh có một khả năng khác nhau,
chỉ là nếu muốn luyện được hết tất cả chúng thì độ khó rất cao. Hơn nữa, khi cậu lĩnh ngộ được càng lúc càng nhiều kiếm thì những kiếm phía sau lại càng lúc càng khó hình thành. Cũng chính vì lý do đó, nên những người đi trước nhiều nhất cũng chỉ có thể học được 5 kiếm. Nhưng Ngô Bình thì đã luyện thành công 3 kiếm chỉ trong vòng một đêm. Cậu quay về học viện, gặp lại phó viện trưởng Mộng San. Mộng San chuyển 10 triệu điểm tích lũy vào thẻ học viên của cậu, với tấm thẻ này, cậu có thể vào chân bảo các của học viện để đổi đồ. Mộng San nói, thật ra học viện Hoàng gia cũng có xây dựng cơ sở ở tiên giới, chỉ là mang tên khác. Cơ sở ở tiên giới có tên là Hoàng Thiên Môn. Ngô Bình tò mò hỏi, Hoàng Thiên Môn nằm ở tiên giới nào? Mộng San, hiện nay nằm ở tiên giới Vạn Kiếm. Qua hơn ngàn năm phát triển, giờ đây Hoàng Thiên Môn đã là tông môn nhất phẩm, có hơn 3.000 đệ tử, trong đó có gần 200 đệ tử chân truyền, 9 đệ tử tinh anh. Có điều mấy năm gần đây, Hoàng Thiên Môn luôn hoạt động đơn độc nên tôi hy vọng cậu có thể đến Hoàng Thiên Môn một chuyến, làm giúp tôi một việc. Ngô Bình chớp mắt, chuyện gì? Mộng San bình thản đáp, cậu đến nhận thân phận đệ tử nòng cốt của Hoàng Thiên Môn. Ngô Bình hỏi, trở thành đệ tử nòng cốt sẽ được lợi ích gì? Lợi ích rất nhiều, chẳng hạn như cậu có thể nhận được hai phần tài nguyên của tông môn. Quan trọng nhất là mấy năm nay, Hoàng tông môn đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của học viện Hoàng gia, tôi để cậu đi là vì muốn để họ biết học viện là cái gốc của họ, họ mãi mãi cũng không thể tách ra được. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi cười, nói, được, tôi có thể đi một chuyến. Vốn dĩ cậu cũng muốn đến tiên giới vạn cổ một chuyến, giờ nhận nhiệm vụ này vừa hay có lý do chính đáng. Mộng San thấy Ngô Bình sảng khoái đồng ý thì rất hài lòng, nói cấm địa thượng cổ sắp khởi động, đợi sau khi cậu ra khỏi cấm địa thượng cổ rồi hãng đến Thiên Hoàng Môn cũng không muộn. Mục đích Ngô Bình đến đây là Thiên Hoàng Môn, cậu hỏi còn bao lâu nữa? 7 ngày sau, Mộng San nói, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người vào cấm địa thượng cổ. Ở đó có nhiều cơ hội, nhưng nguy hiểm cũng nhiều, cậu sẽ gặp được thiên tài của thế lực lớn ở tiên giới, bọn họ rất tàn nhẫn, cậu phải cẩn thận. Ngô Bình gật đầu, tôi hiểu rồi. Mộng San hỏi cậu, 7 ngày sau cậu hãy đến đúng giờ. Được. Ngô Bình ra ngoài, Diệp Ngưng Băng đã đợi cậu bên ngoài từ lâu, cô ấy cười, nói, Ngô Bình, chúng ta đến kho chân bảo đi. Ngô Bình cầm 10 triệu điểm tích lũy trong tay, trong lòng hớn hở, tôi đang định đi đây, Ngưng Băng, chúng ta đến thẳng kho báu Hoàng ra sao. Diệp Ngưng Băng cười, nói, kho thượng tam cũng có rất nhiều đồ quý giá. Hơn nữa giá cũng tương đối. Mặc dù kho của Hoàng gia có nhiều đồ quý hơn nhưng giá lại cao chót vót, vì vậy tôi đề nghị đến kho thượng tam dạo một vòng trước, sau đó hãy đến kho của Hoàng. Ra, Ngô Bình đồng ý rồi lập tức để Diệp Ngưng Băng dẫn đường, đến một trong những kho thuốc của kho thượng tam. Nhà kho này đã tích lũy cả nghìn năm, trong đó có rất nhiều dược liệu và đan dược, có một số thứ đã tuyệt chủng từ lâu. Ngô Bình am hiểu tu luyện đan dược nên nơi đầu tiên cậu đến chính là kho thuốc. Trong kho thuốc chứa nhiều nhất là dược liệu, có rất ít đan dược, hơn nữa phẩm chất cũng bình thường. Dược liệu trong kho thuốc có loại được phong ấn bằng thủy tinh, một vài loại quý giá thì được bỏ vào trong bình lọ có pháp lực. Dược liệu trong bình pháp lực, giá trị thấp nhất cũng đến mấy nghìn điểm tích lũy, những loại được phong ấn bởi thủy tinh thì cần mấy trăm đến mấy nghìn điểm tích lũy. Trong mắt Ngô Bình, dược liệu không chia ra mắc hay rẻ, mà chỉ khác nhau ở cách dùng. Vì thế, cuối cùng cậu chọn ra hơn 200 gốc dược liệu được phong ấn bởi tủy tinh từ trong kho thuốc, cùng với 47 gốc dược liệu đặt trong bình pháp lực. Đổi lại những dược liệu này, thì dùng hết cũng gần 600.000 điểm tích lũy. Sau đó, cậu lại đi đến kho vũ khí và kho đạo. Trong đó, kho vũ khí chứa phần lớn là binh đao, bùa chú, pháp, khí, giá cả đều không hề rẻ. Trong kho vũ khí cũng không có nhiều thứ vừa ý, cậu chỉ chọn được hai lá bùa, tiêu hết 70-80.000 điểm tích lũy. Trong kho đạo thì có chứa mấy thứ như công pháp, võ học. Ngô Bình chỉ dạo bên trong mười mấy phút rồi rời đi, thực sự những thứ truyền thừa bên trong quá đơn giản, cậu không quan tâm. Cuối cùng cậu mới tiến vào kho Hoàng gia, trong kho. Hoàng gia có chứa đủ thứ vật dụng, cái gì cũng có. Tiến vào kho Hoàng gia, kết cấu bên trong cũng khác hẳn. Không chỉ có không gian rộng hơn, mà các giá kệ dùng để chứa vật dụng cũng được làm bằng vật liệu khá quý. Chỉ là, Ngô Bình vẫn chỉ thích dược liệu, mà dược liệu ở đây càng nhiều hơn. Nhưng giá cả cũng cao hơn, dược liệu rẻ nhất trong này, một gốc cũng phải dùng đến hơn 100.000 mới đổi được.
Trong kho hoàng gia, có cả chục nghìn gốc dược liệu đủ các loại, toàn bộ đều được đặt trong bình pháp. Lực, Ngô Bình chọn lựa đúng 2 tiếng đồng hồ, chọn ra được 71 gốc dược liệu, dùng hết 9.200.000 điểm tích lũy. Đối xong, điểm tích lũy trong tay cậu còn chưa đến 10.000, đã dùng hết để đổi một vài ngọc thạch chân bảo quý giá. Rời khỏi kho chân bảo, cậu ít nhiều cũng có chút thất vọng, trong kho bảo vật hoàng gia nhưng cũng không có vật gì khiến cậu bất ngờ. Diệp Ngưng Băng bận làm việc khác, cậu bèn gọi điện thoại sang. Hôm qua Diệp Ngưng Băng nói có chuyện cần cậu giúp, nhưng vì hôm qua có Mộc Băng Thiền và Lưu Tử Khải nên cô ấy chưa nhắc đến chuyện kia. Đầu bên kia điện thoại, hơi thở Diệp Ngưng Băng yếu ớt, nói, Ngô Bình, tôi bị thương nặng rồi. Ngô Bình kinh ngạc, vội hỏi, cô đang ở đâu? Diệp Ngưng Băng cười khổ, kẻ thù kiếp trước tìm đến, tôi trốn ở một nơi bí mật, có lẽ bọn họ không tìm được. Ngô Bình nhíu mày, nói cho tôi địa điểm, tôi qua ngay. Diệp Ngưng Băng đang định từ chối, nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi cắn răng nói, tôi ở Hồ Thất Tử. Ngô Bình, kẻ thù của tôi rất mạnh, không cần phải vì tôi mà gây chuyện với họ. Ngô Bình bình tĩnh nói, dạo này tôi cũng rảnh rỗi, tìm người đánh nhau cũng không tệ. Sau đó, cậu cũng cúp điện thoại, lập tức đi đến Hồ Thất Tử. Hồ Thất Tử cách Đại học Thần Kinh không xa, bên cạnh chính là khu ký túc xá. Lúc này, trong một buồng điện thoại bên cạnh Hồ Thất Tử, Diệp Ngưng Băng đang co ro ngồi bên trong, sắc mặt tái nhợt, trước ngực đều là máu. Ngô Bình dùng thần niệm quét xung quanh nhưng không phát hiện cô ấy, biết cô ấy dùng thủ đoạn ẩn nấp, vì vậy đã hỏi vị trí cụ thể. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến được buồng điện thoại, nhìn thấy Diệp Ngưng Băng thương thế nặng nề. Ngay khi nhìn thấy Ngô Bình, tâm trạng Diệp Ngưng Băng mới thả lỏng, tinh thần khí cũng được giải phóng, cả người lập tức ngất đi. Ngô Bình ôm lấy cô ấy, lập tức biến mất. Sau khi cậu đi được mấy phút thì hai người trung niên, một nam một nữ đã xuất hiện gần đó, bọn họ kiểm tra xung quanh, nhưng không tìm được người. Kỳ lạ, rõ ràng hơi thở thì ở gần đây, tại sao tìm không thấy? Người đàn ông vóc dáng cao to, giữa trán có một vệt máu đỏ, ánh mắt phát ra thần quang. Cô gái vóc dáng không cao, cô ta cười lạnh, trên người tiện tỳ này có thiên hương thảo của tôi, cô ta trốn không thoát đâu. Ngô Bình đưa Diệp Ngưng Băng đã hôn mê đến một ngọn núi nho, xung quanh đều là nham thạch phong hóa. Cậu đặt Diệp Ngưng Băng xuống, khẽ điểm nhẹ trên người cô ấy, Diệp Ngưng Băng bỗng tỉnh dậy. Ngô Bình cho cô nuốt một viên đan dược, Diệp Ngưng Băng dần dần tỉnh táo, cô ấy nhìn Ngô Bình, khẽ thở dài, vốn không muốn liên lụy đến anh, không ngờ vẫn khiến anh gặp rắc rối. Ngô Bình hỏi, hôm qua cô nói cần tôi giúp, chính là chuyện này sao? Diệp Ngưng Băng khẽ gật đầu. Nhưng lúc sau tôi nghĩ lại, nếu anh giúp tôi thì chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy, nên cuối cùng cũng không nói đến. Ngô Bình thản nhiên nói, cô nghĩ đó là rắc rối, nhưng trong mắt tôi có lẽ cũng chỉ là chuyện nhỏ, cô không cần phải cảm thấy có gánh nặng. Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi thẳng, kẻ thù của cô là ai, tại sao sau khi chuyển thế rồi bọn họ vẫn còn đến tìm? Vẻ mặt Diệp Ngưng Băng u ám, nói, anh còn nhớ nhóm nhỏ túc huệ giả của chúng tôi không? Ngô Bình gật đầu, nhớ, cô từng nhắc đến. Diệp Ngưng Băng nói, không sai, giữa những nhóm nhỏ tụi tôi cũng xem như thân thuộc. Lúc trước, vì sơ suất nói ra một chuyện, kết quả có người tính toán ra được thân phận kiếp trước. Người kia tâm tư ác độc, vậy mà lại đi báo thông tin của tôi cho kẻ thù kiếp trước của tôi. Ngô Bình, người kia là ai? Diệp Ngưng Băng, không quan trọng nữa. Mãi đến khi tôi phát hiện dấu vết hoạt động gần đây của kẻ thù thì mới biết đã bị lộ thân phận. Mấy hôm nay bọn họ vẫn luôn âm thầm quan sát, phòng ngừa đây là cái bẫy. Ngô Bình, vậy sao, bọn họ lo lắng là cô cố ý tung thông tin, dẫn họ đến đây rồi báo thù sao? Diệp Ngưng Băng gật đầu, bọn họ rất cẩn thận, nhưng có lẽ bọn họ đã thăm dò được tin tức của tôi, nên hôm nay bỗng nhiên ra tay đánh úp. Nếu không phải trong tay có thiên tự độn phù, chỉ sợ rằng đã bị bọn họ bắt được, sống không bằng chết. Cô với bọn họ có thù gì mà phải truy đuổi hai kiếp? Như vậy, Ngô Bình cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Diệp Ngưng Băng thở dài, kể lại ân oán từ kiếp trước. Vốn dĩ, kiếp trước cô ấy xuất thân là tu hành thế gia, thế lực gia tộc không hẳn là lớn, nhưng cũng không yếu. Hơn nữa, tư chất tu hành của cô cũng không tệ, cũng bái sư gia nhập vào một tông môn nhất phẩm tu hành. Bởi vì cô sinh ra đã có vẻ ngoài xinh đẹp, nên được. Hai đệ tử tinh anh trong tông môn để mắt đến, hai bên vì vậy xảy ra xung đột,
cuối cùng hai đệ tử Tỉnh Anh trong lúc quyết chiến thì một chết một bị thương. Đệ tử Tỉnh Anh đã chết kia xuất thân từ gia tộc lớn, mẫu thân biết được chuyện này thì giận cá chém thớt với Diệp Ngưng Băng vô tội, cử người truy sát. Diệp Ngưng Băng được báo tin trước, nên rời khỏi tông môn. Nhưng thủ đoạn đối phương ác độc, lại giết chết cha mẹ người nhà cô ấy, Diệp Ngưng Băng không có hy vọng báo thù, chỉ đành rời xa quê hương. Thế nhưng, chẳng mấy chốc cô ấy đã bị kẻ thù tìm thấy, bị thương nặng trốn thoát. Lần đó căn cơ cô ấy đã bị hủy, tự biết mình không thể tu hành được nữa, vì thế dùng bí pháp gia truyền chuyển thế trùng sinh. Ngô Bình nghe xong thì nhíu mày, gia đình này quá ác độc. Hại chết cả nhà cô, ân oán đã dứt, mà lại còn truy sát đến cả côi. Vẻ mặt Diệp Ngưng Băng tuyệt vọng, nói, vốn dĩ tôi muốn từ từ trưởng thành, đến lúc đó sẽ báo thù cho cha mẹ. Không ngờ lại bị bại lộ trước. Ngô Bình lại cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, bèn hỏi, mấy người kia đến từ đâu? Diệp Ngưng Băng nói, Huyền U Tiên Giới, nhà họ Hài. Nhà họ Hà là thế gia hoàng kim nhất đẳng, thực lực rất mạnh. Ngô Bình gật đầu nói, cô yên tâm, chuyện này nếu tôi đã biết thì sẽ không làm ngơ. Anh thì làm được gì sao? Cậu vừa nói xong, thì nghe thấy âm thanh gần đó vang lên, lạnh lùng gai óc. Ngô Bình nhìn ra thì thấy một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện ở cách đó không xa, họ bay lượn trên không rồi đáp xuống cách đó 10 bước. Diệp Ngưng Băng nhìn thấy hai người đó thì ánh mắt trở nên tràn đầy thù hận, cô ta hạ giọng nói, chuyện này không liên quan đến cậu ấy, để cậu ấy đi, tôi sẽ để các người tùy ý xử lý. Người phụ nữ lạnh lùng hứ một tiếng, đi, dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hà thì cậu ta đã là người chết, cả hai người không ai chạy thoát được đâu. Ngô Bình đứng dậy, nói tục ngữ nói người chết thì hết nợ, cô ấy đã chết một lần rồi, các người cần gì phải truy cứu chuyện này đến cùng. Người phụ nữ mập nói với ánh mắt lạnh lùng, giết cô ta chẳng khác gì dẫm chết một con côn trùng. Lúc, cậu dẫm chết côn trùng, cậu có nói đạo lý với nó không? Ngô Bình im lặng, nếu đối phương đã như vậy thì không còn gì để nói nữa, cậu trở bàn tay, nắm kiếm thất tinh long uyên. Người đàn ông kia nói với ánh mắt kinh thường, bí cảnh còn con mà cũng dám dùng kiếm trước mặt thần thông, vậy thì sẽ tiến cậu lên đường trước. Anh ta nói xong thì nhìn chằm chằm. Một luồng huyết quang bay vút ra từ trong ống tay áo của anh ta, biến thành một con rắn dài màu đỏ máu, phóng về cản Ngô Bình. Sau lưng Ngô Bình xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ màu đen, khi kiếm thất tỉnh Long Uyên trong tay cậu chém xuống thì thanh kiếm khổng hồ cũng chém xuống. Con rắn màu máu liền bị giữ chặt, nó run lên cầm cập, không thể nào cử động. Trong người con rắn dài đó có sức mạnh thần hồn của người đàn ông, còn thanh kiếm khổng lồ màu đen của Ngô Bình thì lại có khả năng gây sát thương thần hồn. Đầu óc người đàn ông trống rỗng, anh ta không kịp phản ứng. Âm! Thanh kiếm khổng lồ chém xuống, cơ thể người đàn ông run lên, anh ta đứng ngây ra tại chỗ. Đòn đó khiến thần anh của anh ta bị trọng thương, rơi vào trạng thái tê liệt. Lúc này, Ngô Bình lập tức tiến lại gần, quét ngang kiếm thất kinh Long Uyên. Máu văng ra, một cái đầu lớn bay lên. Cùng lúc đó, sức mạnh cấm kỵ làm thối giữa trên kiếm cũng phát huy tác dụng. Cơ thể người đàn ông lập tức bị thối rữa, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Người phụ nữ mập kinh ngạc, quay đầu định bỏ chạy. Rõ ràng cô ta có tu vi cảnh giới thần thông nhưng thực lực mà Ngô Bình thể hiện lại khiến cô ta khiếp sợ. Ngô Bình đổi sang dùng đao xương thiên tai, khí tức xung quanh bị nó ảnh hưởng, động tác của người phụ nữ bỗng trở nên chậm chạp, dường như đang giảm tốc độ. Cậu bước tới, giơ đao lên chém người phụ nữ mập. Thành hai khúc. Thân hồn và tỉnh khí của cô ta đều bị đao. Xương thiên tai hấp thụ hết, thân hồn của cô ta cũng chẳng có cơ hội bỏ trốn. Diệp Ngưng Băng thấy Ngô Bình giết địch chỉ với một chiêu thì ngơ ngác, cô ta biết Ngô Bình rất mạnh. Nhưng không ngờ lại mạnh đến như thế. Ngô Bình giết chết hai người đó thì lấy hết đồ họ để lại và đưa cho Diệp Ngưng Băng một thứ trong số đó. Diệp Ngưng Băng cũng không khách sáo, nói, Ngô Bình, cảm ơn nhé. Ngô Bình, vết thương của cô sao rồi? Diệp Ngưng Băng, đã không còn gì đáng ngại nữa. Về khách sạn tôi ở dưỡng thương trước đã. Diệp Ngưng Băng lắc đầu, nói chỉ có tôi và cậu biết chuyện hôm nay, nhất định đối phương sẽ còn tiếp tục truy sát, tôi định đi tránh một thời gian. Ngô Bình biết cô ta lo lắng sẽ liên lụy đến mình nên hỏi cô định đi đâu? Diệp Ngưng Băng hơi mơ hồ, nói đi bước nào hay bước nấy thôi. Ngô Bình nói, cô là ử của học viện hoàng gia,
nên thông báo chuyện này với phó viện trưởng để xem cô ấy nói thế nào. Diệp Ngưng Băng cười mếu, nói, sao phó viện trưởng có thể vì một người mà đắc tội với Hoàng Kim Thế Gia nhất đẳng chứ? Bỏ đi, tôi tự nghĩ cách vẫn hơn. Ngô Bình suy nghĩ, nói thế này nhé, cô cùng tôi đến Thái Hoàng Giáo một chuyến, Tê trưởng lão của Kiếm Các, xem thử có thể để cô gia nhập Kiếm Các, trở thành đệ tử của Kiếm Các hay không. Dù kẻ thù của cô có mạnh thế nào thì cũng không dám động đến người của Thái Hoàng Giáo. Diệp Ngưng Băng vô cùng bất ngờ, làm vậy có được không? Ngô Bình cười, nói có gì mà không được, tôi ở Kiếm Các cũng có chút thể diện, có điều khoan hãng vội, cô cứ dưỡng thương, ngày mai rồi chúng ta hãy xuất phát. Diệp Ngưng Băng cảm kích khôn cùng, gật đầu mạnh. Hai người họ quay về khách sạn, Ngô Bình lại giúp Diệp Ngưng Băng xử lý vết thương, sau đó tiếp tục luyện kiếm thứ tư. Độ khó khi tu luyện kiếm thứ tư tăng lên thấy rõ, cậu đã mất một đêm mới luyện thành nó. Lúc này sau lưng cậu lại có thêm ảo ảnh của một thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim với khả năng đâm. Khả năng này có thể nâng cao độ sắc bén của kiếm quang, độ sắc bén của kiếm quang hoặc lưỡi kiếm đạt đến cực điểm, không có thứ gì là không thể bị phá vỡ. Hơn nữa, lúc Ngô Bình xuất kiếm, kiếm quang có thể ngưng tụ thành mũi đâm cực nhỏ, từ đó có thể phá vỡ phòng ngự, giết chết kẻ thù dũng mãnh. Ngô Bình mang thanh kiếm khổng lồ thứ tư sau lưng và nghĩ đến kiếm phổ vô thượng của mình. Nếu Trảm Đạo Thập Tam Kiếm có thể hòa nhập với kiếm phổ vô thượng thì nhất định có thể giúp kiếm thuật của cậu được nâng lên một tầm cao mới, tạo ra được uy lực không thể nào ngờ tới. Trời sáng, sau khi chắc chắn vết thương của Diệp Ngưng Băng đã hồi phục, cậu đã dắt cô ta đến Thần Hoàng Giáo. Thần Hoàng Giáo là phân nhánh của Thái Hoàng Giáo ở Thế Tục, ở đó có trận pháp dịch chuyển. Ngô Bình quay lại chỗ lần trước và quả nhiên đã gặp lại Cốc Tâm Lăng. Cô ta đang buồn chán, ngồi xem sách, nghe thấy có động tĩnh thì liền ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn thấy Ngô Bình thì vừa vui vừa bất ngờ, Ngô trưởng lão. Ngô Bình gật đầu, tôi phải về Thái Hoàng Giáo một chuyến, làm phiền cô khởi động trận pháp. Cốc Tâm Lăng chớp mắt, nói, Ngô trưởng lão, đường chủ của chúng tôi có nhà, anh có thời gian gặp. Đường chủ của chúng tôi một lát không? Thì ra lần trước đường chủ ở đây biết Ngô Bình đến rồi đi mất nên đã bảo Cốc Tâm Lăng liên lạc với Ngô Bình nhưng cô ta mãi vẫn không tìm được lý do nào hợp lý. Ngô Bình cười, nói tôi sẽ về ngay thôi, lúc về nếu có thời gian thì có thể gặp đường chủ của các cô. Cốc Tâm Lăng vui mừng, tốt quá, cảm ơn Ngô trưởng lão. Sau đó cô ta khởi động trận pháp, một luồng sáng vụt qua, chớp mắt hai người họ đã xuất hiện ở điểm dịch chuyển bên đầu Thái Hoàng Giáo. Diệp Ngưng Băng vào tiên giới chân hoàng, cảm nhận được khí tức ở đây khác hẳn với Thế Tục thì cảm thán, cuối cùng lại đến tiên giới rồi. Ngô Bình, chúng ta đến thẳng Kiếm Các, tôi sẽ giới thiệu cô với ba vị sư phụ của tôi. Diệp Ngưng Băng lo lắng, Ngô Bình, Kiếm Các sẽ nhận tôi thật sao? Ngô Bình chớp mắt, tôi là đại sư huynh, chắc sư tôn sẽ nể mặt tôi, đi thôi. Hai người cùng đến Kiếm Các, Ngô Bình chắp tay hành lễ, sư tôn, đệ tử đã về rồi. Một luồng sáng từ trên không chiếu xuống, Ngô Bình xuất hiện trước mặt ba vị sư tôn. Âu Dương Thiên Tế cười, nói, Ngô Bình, tu vi của con lại được nâng cao, vậy có lĩnh ngộ được thêm kiếm phổ vô thượng không? Ngô Bình nói, thưa sư tôn, đệ tử đã hợp nhất được ba kiếm, nhưng hiện tại chỉ mới ở sơ kỳ, vẫn chưa thành thục. Ba ông cụ giật mình, đứng hết dậy, Thẩm Huyền Tông vội hỏi, con đã hợp nhất được ba kiếm thật sao? Ngô Bình gật đầu. Đưa tay phải lên, trong tay phải xuất hiện một luồng kiếm khí vô thượng. Kiếm khí này vừa xuất hiện thì kiếm đạo trong người ba ông cụ liền rúng động, rất nhiều bảo kiếm xung quanh cũng kích động theo. Mắt ba ông cụ sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào kiếm khí đó. Một lúc lâu sau, ba người cùng cười to ha ha, tiếng cười tràn đầy sự sung sướng. Họ cười một lúc lâu thì La Vô Phi nói, Ngô Bình, con làm tốt lắm, xem ra trong vòng 1-2 năm nữa. Có thể con sẽ luyện được kiếm đạo viên mãn. Trong thời gian này, con có thể tu luyện kiếm đạo thần thông trên kiếm phổ. Ngô Bình gật đầu, lần này đệ tử đến đây là muốn xin sư tôn một chuyện. Thẩm Huyền Tông cười, nói con cứ nói, chỉ cần các sư phụ có thể làm được thì nhất định sẽ đồng ý với con. Giờ ba người họ xem Ngô Bình như bảo bối, dù cậu có muốn sao trên trời thì ba người họ cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cậu. Ngô Bình, bên ngoài có một nữ tu tên là Diệp Ngưng Băng, là bạn của con. Bây giờ cô ấy bị kẻ thù truy sát, không còn chỗ nào để đi.
đệ tử hy vọng kiếm các có thể thu nhận cô ấy, để cô ấy được làm đệ tử chân truyền. Thẩm Huyền Tông cười nói, chuyện nhỏ như này, tự cậu quyết định là được. Âu Dương Thiên Tế, chúng tôi trao quyền hạn kiếm các cho cậu, sau này nếu gặp được ai thích hợp, cậu có thể trực tiếp nhận về kiếm các. Chúng tôi mấy hôm nay rảnh rỗi, nhận thêm đệ tử cũng không tệ. Ngô Bình nói, cảm ơn sư tôn. Cậu lập tức cầm lấy lệnh bài kiếm các, có lệnh bài này, cậu có thể toàn quyền xử lý mọi chuyện của kiếm các, kể cả thu nhận đệ tử, hay phân chia tài nguyên. Ngô Bình nói xong chuyện này thì nhắc đến Thánh Cổ Đại Lục, hỏi ba người có biết đến chuyện này không? Nghe thấy cậu nhắc đến Thánh Cổ Đại Lục, ba người nhìn nhau, Thẩm Huyền Tông hỏi, Ngô Bình, cậu biết được chuyện này từ đâu? Ngô Bình nói, Học viện Hoàng gia Đại Hạ ở giới thế tục có một thánh môn. Thẩm Huyền Tông gật đầu, vậy thì đúng rồi. Chuyện của Thánh Cổ Đại Lục, chúng tôi đã biết từ lâu. Nhưng, bây giờ người nhắc đến Thánh Cổ Đại Lục càng ngày càng ít, dù sao hiện tại hai giới không liên hệ gì với nhau, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngô Bình, đệ tử nhờ cơ duyên xảo hợp, nên học được một vài pháp môn tu hành của Thánh Cổ Đại Lục. Nói rồi, cậu lấy bốn thanh kiếm của mình ra. Cảm nhận được uy lực của bốn thanh kiếm, ba người kia sáng cả mắt. Thẩm Huyền Tông nói, nếu bốn thanh kiếm này có thể dung hợp với kiếm khúc vô thượng, chắc chắn sẽ khiến uy lực kiếm khúc tăng lên gấp bội. Âu Dương Thiên Tế, chuyện này không vội, cậu có thể luyện kiếm khúc trước. Trong kiếm khúc có rất nhiều thủ pháp kiếm đạo kinh thiên động địa, cũng không kém gì nớ. Ngô Bình cũng nghĩ vậy, vội đồng ý. Lại nói chuyện thêm vài câu rồi Ngô Bình lui xuống. Ba người nhìn nhau cười, Thẩm Huyền Tông nói, xem ra, mấy ông lão như chúng ta có thể thoát được một kiếp rồi. Âu Dương Thiên Tế, đợi tu vi Ngô Bình cao hơn chút nữa, kiếm khúc trọn vẹn hơn, thì có thể thử trị thương cho ba người chúng ta rồi. La Vô Phi cười nói, vết thương này làm khó chúng ta bao nhiêu năm nay, tôi chẳng thể chịu đựng được nữa rồi. Sau khi bình phục, lại có thể ra ngoài tìm người đánh nhau rồi. Ánh mắt Thẩm Huyền Tông chợt lạnh lẽo, bên phía Vạn Kiếm Tiên, chúng ta cũng phải sắp xếp trước, nắm chắc vị trí vua vương kiếm đạo cho Ngô Bình trước. Âu Dương Thiên Tề lẩm bẩm nói, không biết mấy người bên Vạn Kiếm Tiên giới có còn nhớ chúng ta hay không? Thẩm Huyền Tông cười lạnh, bọn họ đương nhiên là nhớ rồi, chẳng qua chỉ là có vài người cười, cũng có vài người khóc thôi. Không lâu sau, Ngô Bình đưa Diệp Ngưng Băng đến gặp ba ông lão. Sau đó Ngô Bình chính thức giúp cô ấy làm thủ tục gia nhập, trở thành đệ tử chân truyền kiếm các. Sau đó, Ngô Bình để Diệp Ngưng Băng tạm thời ở chỗ của cậu. Đợi sắp xếp ổn thỏa, cậu lập tức quay về giới thế tục. Khi đến truyền tống trận của Thần Hoàng Tông, cậu phát hiện Cốc Tâm Lăng và một cô gái áo tím khác đang đứng trước truyền tống trận đợi cậu. Bái kiến Ngô trưởng lão, cô gái áo tím thấy Ngô Bình quay lại thì lập tức hành lễ. Cô gái này có vóc dáng cao lớn, gương mặt cũng khá xinh xắn, chỉ là dáng người cao hơn 1m9 cùng với mái tóc ngắn khiến đàn ông không thể có cảm giác muốn bảo vệ, hơn nữa giọng của cô ấy cũng khá trung tính. Nhìn thấy cô gái này, suy nghĩ đầu tiên của Ngô Bình chính là có khi nào cô ấy là thành viên đội bóng rổ không? Miễn lễ, cậu nói. Cô gái ngẩng đầu, hiếu kỳ quan sát Ngô Bình, đôi mắt cô ấy có màu xanh lam, rất thu hút, ánh mắt có chút kinh ngạc. Cốc Lăng Tâm vội nói, Ngô trưởng lão, đây là đường chủ của chúng tôi, Thu Lam. Thu Lam nói, Ngô trưởng lão, lần trước chưa thể gặp được trưởng lão, Thu Lam hối tiếc trong lòng. Hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện. Ngô Bình, Thu đường chủ khách sáo rồi. Tôi đã cho người chuẩn bị trà bánh, mời Ngô trưởng lão. Thu Lam mời Ngô Bình đến phòng khách, cho người mang trái cây và trà đã chuẩn bị lên. Ngô Bình biết rõ, Thu Lam này gấp gáp muốn gặp. Mình như vậy, tám phần là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, sau khi nói chuyện vài câu xã giao thì Thu Lam thăm dò thử hỏi, Ngô trưởng lão, Thần Hoàng Tông trước giờ vẫn tự lực cánh sinh, có thể không gây rắc rối gì cho thượng giáo thì sẽ không làm. Nhưng có lúc chúng tôi cũng sẽ gặp phải khó khăn không thể giải quyết. Hiện tại Ngô Bình nắm trong tay quyền hành kiếm. Các, có thể giải quyết một vài chuyện, bèn nói, Thu đường chủ có gì cứ nói thẳng. Thu Lam gật đầu, Ngô trưởng lão. Hai năm gần đây, rất nhiều trưởng lão, đường chủ trong Thần Hoàng Tông đều trúng độc lạ trong người, dù làm gì cũng không thể chữa khỏi. Độc này rất kỳ lạ, sau khi trúng độc thì tu vi dần dần biến mất, cuối cùng sẽ trở thành người thường. Mà sau khi trở thành người thường, cứ mỗi ba ngày cả người sẽ đau đớn, sống không bằng chết. Vì vậy,
Thần Hoàng Tông mời các danh y đến chữa, nhưng đều không đưa ra được cách nào hiệu quả. Sau này, chúng tôi cũng cử người đến thượng giáo xin giúp đỡ, nhưng người thượng giáo cử đến cũng không thể giải quyết được. Chuyện này, cô ấy khẽ thở dài, Ngô Bình trưởng lão có thể giúp chúng tôi nói vài câu với bên thượng giáo để thượng giáo có thể mau chóng cứu rỗi những tu sĩ đau khổ của Hạ Tông không? Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, độc này do ai hạ? Thu Lam lắc đầu, trước mắt vẫn chưa tra rõ, nhưng người chúng độc càng lúc càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng Thần Hoàng Tông sẽ không kiên trì được nữa. Ngô Bình nói, chuyện này dễ tôi. Gần đây có người chúng độc không? Thu Lam khẽ thở dài, thuộc hạ đã có dấu hiệu chúng độc. Ngô Bình lập tức bắt mạch, nghiên cứu độc trong cơ thể cô ấy. Tìm hiểu một lúc, trong lòng chợt giật mình, trong loại độc này tựa như có chứa sức mạnh cấm kỵ. Nếu cậu chưa từng tiếp xúc những thứ cấm kỵ thì cậu sẽ xem loại sức mạnh này như một loại độc. Nhưng bây giờ, cậu biết đây chính là sức mạnh cấm kỵ, rất mờ nhạt, nhưng cậu chắc chắn là không nhầm. Thấy Ngô Bình trầm ngâm, Thu Lam vội hỏi, Ngô. Trưởng lão, độc này. Một loại độc ăn mòn tỉnh thần, độc này có vẻ quỷ dị, bên trong có chứa sức mạnh cấm kỵ. Ngô Bình nói thẳng. Thu Lam ngạc nhiên, Ngô trưởng lão, sức mạnh cấm kỵ là gì? Ngô Bình nói, một loại sức mạnh không thuộc thời không này, mọi người yên tâm, độc này có thể giải được. Thu Lam vui mừng, hỏi xem giải như thế nào. Ngô Bình bảo cô ấy tìm cho anh một nơi yên tĩnh, cậu lập tức lấy lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Đan dược mà cậu muốn luyện chế phải dùng sức mạnh cấm kỵ của bản thân dung nhập vào trong đan dược, như vậy mới có thể hàng phục được sức mạnh cấm kỵ trong độc. Hơn nữa, cậu muốn tra rõ người hạ độc này. Cậu nghi ngờ. Người hạ độc cũng nắm giữ sức mạnh cấm kỵ. 10 phút sau, cậu luyện chế được 6 viên đan dược, lấy một viên cho Thu Lam dùng. Thu Lam nuốt đan dược một lúc thì cảm thấy trong bụng đau đớn. Những luồng sức mạnh cấm kỵ trong thân thể cô ấy nhanh chóng tập trung tại dạ dày. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, thân thể cô như nhẹ hãng, sau đó lại cảm thấy khó chịu, chạy sang bên cạnh nôn ra. Chỉ thấy, trong những thứ Thu Lam nôn ra là một loại trùng màu đỏ nhạt. Những con trùng này rõ ràng có sức mạnh cấm kỵ được ngưng tụ từ sức mạnh mà thành. Trùng sau khi bị nôn ra, chẳng mấy chốc đã biến thành màu đen, sau đó chậm chậm chui xuống mặt đất, không thấy dấu. Thu Lam vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội hỏi, Ngô trưởng lão, có phải tôi không sao rồi không? Ngô Bình, đã ổn rồi. Tôi luyện chế thêm một ít đan dược, cô đem phân phát cho những người chúng độc khác. Thu Lam dùng sức gật đầu, được, cảm ơn Ngô trưởng lão. Theo như lời Thu Lam, hiện tại có khoảng 14 người trúng độc, nên Ngô Bình lại luyện chế 3 lò đan dược, đưa cho Thu Lam hơn 20 viên đan dược. Chuyện về sức mạnh cấm kỵ mà tôi nói, cô đừng nói cho ai khác. Ngoài ra, mau chóng điều tra người hạ độc này, cậu dặn dò nói. Thu Lam có chút khổ sở, Ngô trưởng lão, người hạ độc ẩn nấp quá kỹ, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng chưa tìm được tên đó. Ngô Bình, bây giờ rất dễ tìm được. Tôi phá được độc của anh ta, người này nhất định sẽ bị bệnh nặng một trận, hơn nữa da rẻ anh ta sẽ biến thành màu đen, trên người có mùi hôi thối. Dựa vào những đặc điểm này, các cô có thể nhanh chóng tìm được anh ta. Thu Lam vui lừng, vậy thì tốt quá rồi. Xin Ngô trưởng lão yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng tìm được tên này. Ngô Bình, tạm thời tôi ở đây tu luyện mấy hôm, các cô có tin tức thì có thể báo với tôi ngay. Vâng. Thu Lam lập tức lui xuống, để lại Cốc Tâm Lăng chờ lệnh. Còn cô ấy đích thân mình lập tức đưa đan dược đến tổng bộ Thần Hoàng Tông. Trong một sân yên tĩnh của Thần Hoàng Tông, Ngô Bình tiếp tục lĩnh ngộ kiếm thứ 5 của Trảm Đạo. Kiếm thứ 5 này khó lĩnh ngộ, khó hơn kiếm thứ 4 gấp mấy lần, cậu tốn tận 2 ngày mới thành công. Hiện tại, đằng sau cậu đang xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ, kiếm này có hiệu quả suy yếu. Khi tấn công kẻ thù có thể làm đối phương giảm đi 3 phần thực lực. Tuy chỉ 30% nhưng khi cao thủ so chiêu, như thế đã là ảnh hưởng cực lớn. Luyện xong kiếm thứ 5, Cốc Tâm Lăng cũng tiến lên nói đường chủ cầu kiến, Ngô Bình cho cô ta mời người vào. Một lát sau, Thu Lam lại mang theo một người đàn ông sắc mặt tái nhợt, người yếu ớt vào, ném xuống đất nói, Ngô trưởng lão, đây là kẻ hạ độc. Ngô Bình nhìn đối phương, tuổi khoảng 30, tu vi không cao. Chỉ mới bí cảnh tầng 2, sao người này lại có sức mạnh cấm kỵ? Ngô Bình, mọi người thẩm vấn chưa? Thu Lam gật đầu, tên này là Phù Thành, một người phụ trách công việc hậu cần trong Thần Hoàng Tông.
thường ngày thật thà và chăm chỉ, các trưởng lão rất hài lòng, ai mà ngờ hắn lại dám bỏ độc, đúng là đáng chết. Tại sao hắn hạ độc? Thu Lam, theo lời khai, hắn bất mãn với việc các trưởng lão gả cô gái mà hắn thích đi, ôm hận trong lòng mới liên tục hạ độc. Ngô Bình vung tay, hai người lui xuống đi. Vâng, Thu Lam và Cốc Tâm Lăng đều rời khỏi đó. Ngô Bình tới trước mặt thủ phạm, đặt tay lên đầu đối phương, người này nhắm mắt, dáng vẻ chờ chết. Cậu cảm nhận được trong cơ thể người này có mảnh nhỏ cấm kỵ, mảnh nhỏ này ở trong trái tim, chỉ lớn bằng hạt mè. Ngô Bình hỏi, trái tim anh có thứ gì đó, từ đâu mà ra? Phù Thành trợn mắt, có phải chính cậu giải độc của tôi? Là tôi, Ngô Bình không chối, bây giờ anh nên biết là thủ đoạn của tôi rất nhiều, lo mà thành thật khai báo đi, nếu nghe lời, tôi có thể bảo thần Hoàng Tông tha cho. Anh một mạng. Phù Thành cười lạnh, tới nước này rồi tôi không sợ chết. Ngô Bình, không ai mà không sợ chết, anh chỉ nói dối thôi. Huống chỉ, chết cũng chưa phải việc kinh khủng nhất, đáng sợ nhất là sống không bằng chết. Phù Thành híp mắt. Suy ngẫm một lát mới nói, tôi có thể trả lời cậu nhưng phải đồng ý điều kiện của tôi. Nói thử xem. Phó Hiểu Vân là một cô gái tốt nhưng các trưởng lão lại gả cô ấy cho Mã Đường Chủ. Chỉ cần cậu bảo Mã Đường Chủ giao Phó Hiểu Vân ra, tôi sẽ nói tất cả. Ngô Bình đái chẳng to tát, tôi có thể chấp nhận. Tôi tới từ Thượng Giáo, chuyện này. Phù Thành nhìn cậu, cậu là người của Thượng Giáo. Ngô Bình gật đầu, trưởng lão Kiếm Các. Phù Thành hít sâu một hơi, hắn cho rằng nhân vật cỡ này sẽ không lừa mình, hít sâu một hơi mới nói, thứ trong tim tôi là do tôi tìm được trong một lần tình cờ. Người này nói ra toàn bộ từ lúc tìm được mảnh cấm kỵ. 3 năm trước ra ngoài mua sắm, hắn vô tình gặp một sạp ven đường, chủ sạp bán tỏ he. Tỏ he kia cao tận nửa người, hình dạng một con mèo báo, trông khá đáng yêu. Phù Thành là người thích mèo nên dùng 1.000 mua về, chuẩn bị trưng trong nhà. Sau khi mua tò he đặt trong nhà thì liên tục xảy ra chuyện lạ, đầu tiên là người hầu không ngừng phát bệnh, ngu dại rồi điên loạn. Sau đó hắn cũng bị ảnh hưởng, hay quên, cảm giác bản thân ngày một yếu. Một lần, hắn ngã ra đất, đụng con tò he, nó bị vỡ tan tành, hắn mới phát hiện rất nhiều mảnh nhỏ lấp lánh bên trong, khi đó hắn cảm nhận được thần hồn của mình bị xâm nhập, cảm giác suy yếu càng thêm mãnh liệt. Hắn nhận ra tất cả những mảnh nhỏ này đều liên quan tới nhau. Vì vậy hắn lấy mảnh nhỏ nhất, còn lại đặt trong phòng chứa đồ rồi nghiên cứu mảnh nhỏ kia. Chỉ là khi tay đụng vào nó, mảnh nhỏ đâm xuyên qua thịt, tiến vào máu, từ đó tới thẳng tim rồi ở trong đó. Từ hôm ấy, hắn càng thêm yếu ớt, tóc rụng sạch, tỉnh thần dễ hoảng hốt, thần kỳ là 3 tháng sau, hiện tượng này biến mất, hơn nữa trong máu còn có thêm độc tính, chỉ cần một chút thôi là có thể giết người. Sau này, cô gái hắn thích phải gả cho người ta. Hắn oán giận rồi trả thù trưởng lão thần Hoàng Tông. Nghe kể xong, Ngô Bình biết thể chất người này đặc thù, có thể chống lại sức mạnh cấm kỵ rồi nhờ đó mà có được một tia sức mạnh này. Con tò he kia còn không, Ngô Bình hỏi. Phù Thành gật đầu, trong phòng chứa đồ kia, tôi sợ cơ thể không chịu được nên không dám đụng. Tay Ngô Bình túm một cái, sức mạnh cấm kỵ chấn động, mảnh nhỏ trong tim bay ra, lơ lửng trước mặt cậu. Cậu cảm nhận được sức mạnh này có thể làm thần hồn yếu đi, giống sức mạnh thối giữa của cậu, có điều mạnh hơn một chút, dù sao cũng là tiểu thiên cấm kỵ, uy lực mạnh yếu khác nhau. Ngô Bình cất mảnh nhỏ, túm Phù Thành bảo hắn dẫn đường. Thoáng chốc, cậu đã tới một chỗ bỏ hoang, nơi này không ai ở mấy chục năm rồi. Trong phòng có con tò he đã vợ, bên trong rất nhiều mảnh nhỏ lấp lánh. Ngô Bình vung tay, cất tò he. Phù Thành nhìn Ngô Bình, trưởng lão cậu sẽ không nuốt lời chứ. Ngô Bình thản nhiên, tôi đồng ý nhưng thần Hoàng Tông có thể trừng phạt anh. Phù Thành thản nhiên, tới giờ thì tôi không sợ trừng phạt nữa. Ngô Bình không quan tâm, ném hắn lại sân nhỏ bỏ hoang rồi quay về chỗ cũ. Phù Thành ngẩn ra, đây là thả mình à. Hắn cắn răng nhanh chóng trốn đi, sau này mai danh ẩn tích. Bên kia, Ngô Bình gặp Thu Lam rồi tạm biệt, mấy. Người tông chủ định tới bái kiến nhưng Ngô Bình không chịu. Ngày mai phải vào cấm địa thượng cổ, cậu phải nhanh chóng về thần kinh. Cùng ngày, cậu về Sơn Trang Hoàng Long. Mấy hôm nay cậu không ở nhà, Ngô Đại Hưng bận rộn chuyện công ty taxi, mẹ cậu thì đờ đánh bài với cô. Biết Ngô Bình về, Nghiêm Lãnh Thạch nhanh chóng tới.
Hiện ông ta đang giúp Ngô Bình quản lý không ít sản nghiệp như nhà họ Vương và hàng loạt công ty dưới tên Ngô Bình. Nghiêm Lãnh Thạch báo cáo là công ty taxi sắp đi vào hoạt động nhưng Ngô Bình không mấy hứng thú, chỉ hỏi chuyện từ thiện đường Giang Nam. Nghiêm Lãnh Thạch vẫn luôn trợ giúp Âu Dương Chí Viễn nên rất rõ ràng. Năm trung tâm chữa bệnh cho trẻ em đã hoàn thành, tạm thời đang tiếp nhận bệnh nhi nghèo. Trung tâm chữa bệnh thành lập thì rất được xã hội ủng hộ, quỹ từ thiện đã thu được hơn 200 triệu. Nhưng phần nhiều tài chính vẫn do Ngô Bình cung cấp, con số ngày càng lớn. Biết việc này, Ngô Bình đi tới một trung tâm chữa bệnh ở Trung Châu, nơi này thành lập sớm nhất, 2.000 giường đã đầy, có thể thấy được ở hành lang bày. Đầy giường phụ, còn có người đang xếp hàng. Ngô Bình đang dùng thân phận người thường đứng trong hành lang bệnh viện, cậu cảm nhận được hàng nghìn sức mạnh công đức đang tụ về phía mình, những công đức này đều phát ra từ trong lòng người bệnh. Ầm ầm. Bỗng nhiên, những sức mạnh này ùa vào trong đầu Ngô Bình, mở ra một thế giới nhỏ. Trong thế giới này có một tấm bia khổng lồ màu vàng, trên tấm bia có 100.000 ký hiệu huyền diệu. Sau đó những sức mạnh công đức kia tụ lại, tạo thành một dãy số, 576.570.000. Ngô Bình động lòng, những thứ này là sức mạnh công đức. Tại sao chúng lại hình thành một tấm bia lớn trong cơ thể mình? Lúc này trong đầu cậu vang lên giọng của Phương Lập, giọng ông ta mừng rỡ nói, bia công đức. Ngô Bình, ông biết tấm bia này. Chỉ có người có may mắn mới có cơ hội lấy được tấm bia này. Một khi có được bia công đức, cậu có thể thu thập công đức, đổi lấy nhân lực tộc người ở Thánh Cổ Đại Lục, thậm chí là khí vận tộc người. Ngô Bình rất ngạc nhiên, công đức này đều là công đức của tộc người. Phương Lập, đúng thế, các thánh hiền của tộc, người đã tạo ra 24 thiên đạo ở Thánh Cổ Đại Lục, những cái này chính là căn bản để tộc người tôi có chỗ đứng ở Thánh Cổ Đại Lục. Công đức của tộc người này đều bắt nguồn từ 24 thiên đạo của tộc người. Nhưng số lượng bia công đức trên thế giới cố định là 300, cậu có được một trong số đó là cực kỳ hiếm thấy. Ngô Bình gật đầu, lần này thu hoạch nằm ngoài dự liệu của cậu. Cậu tiếp tục đi vào trong đến văn phòng viện trưởng, muốn tìm hiểu tình hình của trung tâm điều trị, dĩ nhiên cậu phải tìm viện trưởng. Viện trưởng của trung tâm điều trị là một vị viện phó của một bệnh viện lớn nào đó vừa nghỉ hưu. Hơn 60 tuổi. Ông ấy đến đây làm viện trưởng hoàn toàn vì phúc lợi xã hội, không nhận một đồng tiền lương. Thậm chí còn lấy một phần tiền lương hưu hàng tháng của mình để đầu tư vào các quỹ từ thiện liên quan đến trung tâm điều trị. Viện trưởng tên là Tống Lập Bình, tóc bạc phơ, lúc này ông ấy đang gặp vài chuyên gia có thẩm quyền về phương diện bệnh tật ở trẻ em. Những người này có ý định đến trung tâm điều trị, nhưng vẫn còn nghi ngờ, lúc này Tống Lập Bình đang thuyết phục họ. Ngô Bình đợi bên ngoài một lúc, Tống Lập Bình đưa họ đi, trông hai bên có vẻ nói chuyện rất vui vẻ. Tống Lập Bình quay người lại, nhìn thấy Ngô Bình đang đứng cách đó không xa. Trước cửa phòng viện trưởng không có người nào khác, Ngô Bình đứng ở đây rất bắt mắt. Cậu có chuyện gì sao? Tống Lập Bình hỏi. Ngô Bình cười nói, viện trưởng Tống, tôi họ Ngô, muốn gặp ông để tìm hiểu vài chuyện. Tống Lập Bình hiển nhiên không nhận ra Ngô Bình, nhưng ông ấy vẫn gật đầu, mời vào. Ngô Bình tìm một cái ghế ngồi uống, nhưng Tống Lập Bình bắt đầu lật tư liệu ra xem, đồng thời hỏi, chuyện gì, nói đi. Ngô Bình, tôi tên là Ngô Bình. Tống Lập Bình sửng sốt, ông ta ngẩng phát đầu lên, nhìn kỹ lại Ngô Bình, không chắc lắm hỏi, cậu là người điều hành quỹ đầu tư từ thiện, cậu Ngô. Ngô Bình gật đầu, là tôi. Tống Lập Bình vội đứng dậy, xấu hổ nói, cậu Ngô. Thật xin lỗi, tôi không nhận ra cậu, vừa rồi thất lễ rồi. Ngô Bình xua tay, không sao, tôi đến là muốn tìm hiểu chỗ ông khó khăn về cái gì. Nếu có thể giải quyết, ta nhất định sẽ giải quyết. Tống Lập Bình thở dài nói, tôi làm bác sĩ khoa nhi mấy chục năm, đã chứng kiến quá nhiều đau khổ, quá nhiều sự chia ly và mất mát. Nhưng đôi khi gặp phải những căn bệnh nan y khó chữa, lòng tôi vẫn rất đau đớn. Ngô Bình, thế nên khó khăn mà ông nói là có vài bệnh không được điều trị à? Tống Lập Bình gật đầu, có vài bệnh chỉ có một số ẩn lớp đặc biệt mới có tư cách được chữa khỏi, còn người bình thường thì không có cơ hội. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, bệnh mà ông nói cụ thể là bệnh gì? Tống Lập Bình, căn bệnh thường gặp nhất là ung thư, mặc dù hiện nay đã có thuốc điều trị ung thư nhưng giá thành đắt và chỉ được sản xuất với số lượng rất ít, chỉ có rất ít người có cơ hội dùng. Người bình thường không đủ khả năng mua, cho dù họ có đủ tiền mua nhưng cũng chưa chắc có thể có tên trong danh sách mua.
Nghe ông ấy nói thế, Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc, với sự hiểu biết của cậu với thuốc, muốn chế tạo ra một loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh ung thư hoàn toàn không khó, khó nhất chính là kiểm soát giá thành. Cậu ngẫm nghĩ mỗi năm ở đây thu nhận bao nhiêu trẻ mắc bệnh ung thư. Tống Lập Bình, mỗi năm ít thì cũng mấy ngàn người, sau này sẽ có nhiều hơn. Ngô Bình gật đầu, tôi biết chuyện này rồi, sắp tới tôi sẽ đưa cho ông một loại thuốc dùng để điều trị thử nghiệm, nếu có hiệu quả tốt, tôi sẽ chế tạo với số lượng lớn. Tống Lập Bình rất ngạc nhiên, cậu Ngô, loại thuốc cậu nói có thể chữa được bệnh ung thư à? Thuốc này có khác gì với thuốc trên thị trường không? Ngô Bình cười nói, dĩ nhiên là khác, mặc dù tôi chưa thấy thuốc trên thị trường nhưng chắc cũng có tác dụng phụ mạnh đấy. Tống Lập Bình gật đầu, đúng thế, tác dụng phụ của những loại thuốc đó rất rõ ràng. Mặc dù có thể cứu sống một người nhưng chúng sẽ gây tổn hại đến các cơ quan trong cơ thể, thậm chí cũng làm hại đến các chức năng miễn dịch ở các mức độ khác nhau. Ngô Bình, chính là như vậy, thuốc của tôi dựa trên việc nâng cao khả năng miễn dịch của bản thân. Tác dụng lớn hơn của nó là loại bỏ tế bào ung thư bằng sức mạnh của chính mình. Tống Lập Bình cực kỳ ngạc nhiên, ông ấy biết thật ra cơ thể con người luôn sản sinh ra tế bào ung thư, những tế bào này nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng cơ thể người bình thường có thể kịp thời loại bỏ chúng. Nếu Ngô Bình nói đều là thật, có thể nâng cao khả năng của cơ thể con người để loại bỏ tế bào ung thư, vậy thì chắc chắn là cách điều trị tốt nhất rồi. Cậu Ngô, bao giờ có thể có được loại thuốc này? Tống Lập Bình vội hỏi. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, lâu thì 3 tháng, nhanh thì 1 tháng, vì không biết mình sẽ ở lại cấm địa thượng cổ bao lâu nên cậu không thể đưa ra thời gian cụ thể. Tống Lập Bình rất mong chờ nói, thật tốt quá, nếu loại thuốc này thành công, không chỉ có thể chữa trị cho trẻ em mà còn có lợi cho cả nhân loại. Ngô Bình đi một vòng trong trung tâm điều trị, buổi chiều lại quay về biệt thự Hoàng Long. Hàn Băng Nhiên cũng đi với cậu, hôm nay Ngô Bình không tu luyện, chỉ ở bên cạnh người nhà. Hôm sau, cậu đến Học viện Hoàng gia như đã hẹn, trong một tòa nhà cổ kính của Học viện Hoàng gia, bên trong có hàng trăm tu sĩ, Mạnh San đứng trên bục nhìn các tu sĩ xung quanh. Ngô Bình tìm chỗ có ít người rời đứng đó, nhìn trái nhìn phải nhận ra khí tức của các tu sĩ xung quanh đều rất mạnh. Có thể thấy những người này đều là đệ tử kiêu ngạo của các thế lực lớn. Ngô Bình vừa đến, một người phụ nữ trẻ tuổi mặt trái xoan, dung mạo xinh đẹp cười hỏi, đạo hữu tên gì thế? Ngô Bình, Ngô Bình. Tu sĩ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, cười nói tôi là Lăng Bộ Phi. Bây giờ chỉ có một số các tu sĩ đã tham gia cấm địa thượng cổ đến, Ngô Bình rảnh rỗi bèn nói chuyện phiếm với Lăng Bộ Phi. Lăng Bộ Phi, đạo hữu Ngô được truyền thừa ở đâu thế? Ngô Bình, tôi là đệ tử của Thái Hoàng giáo, cô Lăng thì sao? Mắt Lăng Bộ Phi sáng lên, Thái Hoàng giáo sao? Chị tôi là đệ tử của Thái Hoàng giáo. Tôi cũng từng đến Thái Hoàng giáo chơi mấy ngày, tôi là đệ tử của thần nữ môn. Ngô Bình, hân hạnh được gặp. Nói được vài câu, hai người đã hiểu thêm về nhau, Lăng Bộ Phi hỏi, cậu Ngô là đệ tử xuất sắc của Thái Hoàng giáo sao? Ngô Bình, tôi là đệ tử kiếm các, nhưng thân phận hiện giờ là trưởng lão kiếm các. Lăng Bộ Phi dĩ nhiên biết kiếm các, cô ta ngạc nhiên nói, kiếm các. Ngô Bình gật đầu, cô Lăng chắc biết về kiếm các nhỉ? Lăng Bộ Phi kính phục nói, nghe nói kiếm các trước giờ chưa từng có đệ tử, cậu Ngô có thể được kiếm các thu nhận thì chắc là rất xuất sắc. Nào cớ, Ngô Bình nói, tôi chỉ may mắn thôi. Lăng Bộ Phi mỉm cười nói, cậu Ngô thật khiêm tốn. Theo tôi biết, kiếm các có yêu cầu cực kỳ cao với đệ tử của mình. Ngay cả những đệ tử cốt lõi của Thái Hoàng giáo cũng không được chọn. Hình như cô ta rất có hứng thú với chuyện này bèn hỏi. Sư tôn của cậu Ngô là 3 vị kiếm lão sao? Ngô Bình gật đầu, đúng thế. Lăng Bộ Phi càng kính trọng cậu hơn, nói, 3 vị kiếm lão là những nhân vật kiệt xuất, nếu ông có thể trở thành đệ tử của họ, chắc chắn cậu Ngô sẽ có một tương lai tươi sáng, sau này thành tựu siêu phàm lắm đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 198.